Trước khi đến với phần 2 các bạn nên xem qua lại phần 1 để nhớ tên các nhân vật nhé. Tập 13 Các đang muốn đấm cho thằng Elliot một trận vì rõ ràng cũng có mặt ở đó mà lại để cho Bridget lấy mất cánh của San. Nhưng thanh niên cứ nhờ nhơ cái mặt làm như tôi quan tâm lắm ấy, đến cả kê cũng cay cú thanh niên này lắm rồi. An không hiểu tại sao anh ấy lại làm vậy chỉ vì mình bởi dù cho năm nay không được thì năm sau vẫn có thể thi lại mà kê liền xin lỗi cô bé vì anh đã nói với san rằng do an gây ra quá nhiều vụ ồn ào nên nếu năm nay em mà không đạt được danh hiệu bậc thầy kẹo bạc thì khả năng cao sẽ vĩnh viễn không thể với tới cô bé sốc chỉ biết buông thõng hai tay không nói nên lời mitri khuyên chị nên đến thẳng xưởng nói chuyện với bridget đi thì kê cũng đồng tình và anh sẽ đi với em nhưng rất tiếc elliot phải nói rằng cô ấy không còn ở đó nữa mà đã về trụ sở của xưởng pet ở vùng khác rồi bởi chủ xưởng tức cha của cô đang bị ốm nên bridget phải về thăm mà nhân đây anh cũng đang chuẩn bị về lại trụ sở nên nếu muốn em có thể đi cùng. Dù sao An đã trở thành bậc thầy kẹo bạc và nếu xin việc ở xưởng Pết biết đâu sẽ có cơ hội giành lại San. Cát và Mitri rất nghi ngờ mưu đồ của tên này nhưng An vẫn đồng ý, cô không quan tâm tới nguy hiểm mà chỉ cần đến nơi có San. Và lại được làm việc tại trụ sở xưởng Pết cũng là cơ hội để lấy thêm kinh nghiệm. Tối hôm đó Hugh ghé vào phòng muốn nói chuyện với cô bé. Anh nhắc về việc Cát rất ghét mình thì chắc em cũng biết rồi, Thế nhưng đích thân hắn mới ghé qua chỗ anh vì muốn nhờ một chuyện về An. Đó là bảo hưu dùng quyền hạn của tử tước kẹo bạc đòi lại san từ tay Bridget, tên đó vốn bản tính quá tốt bụng. Hưu cũng đồng ý và đã gây áp lực lên sưởng bếp thế nên rất có khả năng chàng tinh linh sẽ trở về bên em thôi. Mặc dù rất biết ơn tấm lòng của hai người thế nhưng An vẫn khuyên anh đừng làm như thế, cô sẽ tự tìm cách giải cứu san bằng chính sức lực của mình. Vì chứng nhận hoàng gia là nhờ anh ấy mà An mới có được, thế nên cô không dám tự xưng là bậc thầy kẹo bạc nếu không tự tay trả tự do cho San, hoàn toàn đúng như dự đoán của Hugh. Thật ra anh tin chắc cô bé sẽ nói thế nên ngay từ đầu đã từ chối đề nghị của Cát rồi và hai người còn cược với nhau xem An có đồng ý không cơ. Giờ thì Hugh đã thắng ông anh bắt đầu nghĩ nên trừng phạt cái tên ấy bằng trò gì đây, sở thích của Hugh là được chọc tức Cát làm anh ta nổi cáo. Nhân tiện từ tước kẹo bạc cũng không quên khuyên cô bé trong vòng một năm dưới tư cách bậc thầy kẹo bạc, nếu làm việc không tốt em sẽ bị tước đi chứng nhận hoàng gia. Hú Chi còn là con gái càng bị người đời soi mói hơn, và thế là ngày hôm sau An đã lên đường cùng Elliot mà hắn còn tỏ ra sung sướng khi được đi một mình với một cô gái. Anh ta hỏi San là người yêu của An hả làm nữ chính đỏ mặt phủ nhận, lại còn trêu con bé thế chắc yêu đơn phương người ta. Đã đến nơi toàn bộ những căn nhà đằng kia đều là trụ sở chính của xưởng vẽ, người đầu tiên mà họ gặp là nghệ nhân trưởng Olan. Elliot tươi tỉnh giới thiệu với anh ta mình mới chiêu mộ cô bé rất dễ thương này từ mai sẽ làm việc với nhau. Trái ngược thì Olan có phản ứng cứ lườm lườm soi mói rồi bỏ đi. Mặc dù bằng tuổi Elias nhưng anh ta lại hơi khó tính, sau đó anh dẫn cô bé đi diện kiến chủ xưởng pết người đang bị bệnh tim. Mặc dù giành được chứng nhận hoàng gia trở thành bậc thầy kẹo bạc, nhưng An lại chọn làm việc trong xưởng nhỏ nhất của các loại xưởng khiến ông rất bất ngờ. Mà dù sao cũng hiểu lý do là vì anh tinh linh hôm qua cô con gái mình đem về rồi. Chủ xưởng hỏi An vào đây liệu sẽ làm việc hết mình chứ thì cô nghiêm túc hứa không bao giờ hời hợt trong công việc nếu vậy ông đồng ý từ mai cho phép an làm việc luôn bất chấp bridget không đồng ý bởi hồi nhỏ chính cha là người ngăn cản con trở thành nghệ nhân kẹo đường với lý do là phụ nữ vậy mà giờ lại nhận cô ta ông đáp vì địa vị của con là con gái người đứng đầu một trường phái nên mới không được phép lúc này an mới ngỡ ngàng hóa ra bridget cũng từng muốn trở thành nghệ nhân kẹo đường nhưng không ngờ nhiệm vụ mà chủ xưởng giao cho an lại là nghệ nhân trưởng thay tạm vị trí của elliot người chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ việc chế tác bởi anh ta đang phải thay mặt ông lên làm chủ xưởng tạm thời rồi an vốn là một bậc thầy kẹo bạc nên không thể làm việc dưới quyền nghệ nhân bình thường được vì vậy cô sẽ nhận trách nhiệm lớn lao cao cả này rốt cuộc an đành phải nhận lời còn về chàng tinh linh kia nếu cô bé có thể đáp ứng được kỳ vọng của ông thì ông sẽ trả lại cho bridget lại tiếp tục dở trò năn nỉ cha nhưng chủ xưởng đã quyết định từ đầu rồi sau này con buộc phải kết hôn với elliot và kế thừa xưởng chứ đừng mơ có chỗ cho tinh linh anh ta cũng lên tiếng nói như thể cô đã là vợ mình rồi khiến bridget tức giận đến rơi nước mắt liền lớn tiếng nói cô ta mà không làm được gì thì còn lâu con mới giao lại san nói rồi bỏ đi trở về phòng nhỏ than thở với san cả cha lẫn elliot đều chỉ nghĩ đến xưởng chẳng ai thèm quan tâm mình cả liền đập phá chậu hoa trong phòng chút giận thật ra thì việc elliot dụ an tới đây làm việc còn có một mục đích khác bởi tình trạng hiện tại của xưởng bếp đang rất nguy cấp nên muốn kỳ vọng vào một điều mới mẻ trong khi đó bridget đã ra lệnh cho san cấm tuyệt đối không được gặp con nhỏ đó thậm chí còn bóp chặt cái cánh bắt anh phải mãi mãi là của tôi khiến san đau đớn rồi cô ta lập tức ôm lấy anh mitri và an ở bên này tình cờ nhìn qua ô cửa sổ thấy cảnh tượng đó chỉ biết đau lòng elliot nhận xét em yêu anh ta nhiều quá nhỉ còn mình thì chẳng được như vậy anh không hề có chút tình cảm với bridget lý do đính hôn tất cả cũng chỉ vì làm nghe theo lời chủ xưởng cả hai người không yêu nhau nhưng vẫn buộc phải lấy nhau sau đó dẫn cô bé tới xưởng chế tác hiện tại các nghệ nhân đều ra ngoài tinh luyện đường bạc rồi nên chẳng có ai cả quy mô nơi này rất nhỏ hoàn toàn khác xưởng Radcliffe. Mặc dù là trụ sở chính nhưng tính cả anh và Olan thì chỉ có tổng cộng 5 nghệ nhân cùng lặt vặt vài người học việc. Thế mới nói xưởng Pết đang vô cùng khó khăn. Đó là lý do Elias rất mong An có thể vực dậy được. Đêm đó thức dậy cô một mình ghé qua xưởng chế tác thì lại giật mình có người tiến vào sau lưng. An rất mừng khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc ấy. Do tình cờ thấy qua cửa sổ nên San chỉ muốn nhắc An đừng có lang thang trong bộ dạng đó cúi xuống mới nhận ra cúc áo chưa cài cô nàng vội vội vàng vàng buộc lại che đi phần ngực san rất nghiêm túc nói đây là quyết định của tôi không liên quan gì tới cô cả nên tới đây làm gì nhưng mặc kệ a nhất định sẽ trả tự do cho anh thấy vợ à nhầm cô ấy cài mãi vẫn chưa xong cái dây áo san kéo an quay mặt về phía mình rồi buộc hộ cho khiến nữ chính rất rung động cô nói muốn ba chúng mình được ở bên nhau gồm cả anh và Mitri. hai người cứ thế to tiếng cãi vã nhau người thì khuyên hãy quên tôi đi người thì nằng nặc không chịu anh tinh linh mắng cô đừng có bướng hãy rời khỏi đây đi nhưng đối với an nếu không cứu được anh thì cả đời mình cũng không xứng đáng với danh hiệu bậc thầy kẹo bạc do san là người giúp có được nó chỉ khi tự tay trả tự do cho chàng tinh linh an mới có thể tự hào xưng danh là bậc thầy kẹo bạc được san cũng cạn lời với cô bé ngốc này ghê liền dịu dàng ôm lấy em vào lòng còn xoa đầu nói nếu em đã quyết định thế thì tôi cũng không đuổi nữa do chưa từng được ai cứu bao giờ nên san không biết phải làm gì nhưng nghe theo lời An anh nhất định sẽ đợi em, đôi mắt cô nàng sáng long lanh cố cảm nhận hơi ấm của người con trai ấy nhiều nhất có thể. Tập 14 Sáng sớm An đã gọi Mitri dậy khoe rằng hôm qua mình mới được gặp San và anh ấy còn bảo sẽ đợi, vậy mà Mitri cứ tưởng anh ta sẽ lạnh lùng đuổi đi cơ. Sau đó cô bắt đầu được gặp các nghệ nhân khác trong xưởng, cậu trai da ngăm này thấy có con tinh linh bé xíu nấp sau cổ An thì rất tò mò vội chạy tới soi mói. Elliot tới giới thiệu mọi người với nhau khiến họ rất ngạc nhiên khi một người giỏi như cô mà lại đến cái nơi này làm việc. Anh chàng áo xanh này biệt danh là kinh còn tên thật là gì thì không nhớ, mà khi được cô bé chìa tay ra để bắt tay làm quen anh ta cực kỳ lúng túng, vừa làm xong cái quay mặt đi luôn. Tóc vàng là Valentine còn cái người từ đầu đến cuối chỉ xăm soi con tinh linh tên Nandi, bắt tay vào công việc mặc dù là nghệ nhân trưởng nhưng cô lại chẳng biết phải chỉ bảo gì. Đành kêu mọi người cứ tiếp tục công việc mọi khi thì họ răm rắp nghe theo, Mitri cũng nhận công việc dọn dẹp. Bắt đầu đi tham quan công việc của mọi người đây là một tác phẩm do Olan làm ra. Anh ta còn nhắc cô đừng có dùng kính ngữ với mình mà cứ gọi tên bình thường thôi. Đơn hàng này là do chủ tiệm đồ gốm đã đặt để mừng sinh nhật con trai ông ấy. Chỉ đơn giản là anh đưa ra vài gợi ý thì ông ấy chọn con ngựa nên cứ thế làm chứ chả có ý nghĩa nào hết. An thắc mắc sao không bàn bạc một chút với nguyện vọng của khách hàng để có chất lượng sản phẩm tốt nhất. Nhưng Olan cho rằng nghe theo khách thì còn lâu mới tạo ra đồ tốt được nên chỉ việc phô bày kỹ năng để làm ra thứ mình muốn. Tiếp theo là tác phẩm của kinh nó thật sự rất tuyệt vời, vừa mới có An tiến lại gần thôi thanh niên nhát gái đã đỏ mặt nhắc cô tránh lùi ra xa. Nan đi lại còn trêu hay là bảo cô ấy mặc đồ con trai cho anh đỡ sợ, Valentine đã làm xong công việc bảo trì đạo cụ rồi nên muốn xin công việc tiếp theo. Vậy thì An giao cho anh phụ giúp tác phẩm của hai người kia để hoàn thành cho nhanh. Cơ mà những lời cô nói dường như là quá kỳ lạ đối với nơi này bởi tác phẩm của ai người đó làm không thể để người khác động tay vào được xưởng này không có chuyện giúp đỡ lẫn nhau mà công việc được giao thì mọi người sẽ tự tay làm hết còn công việc của nghệ nhân trưởng là quản lý đường bạc cũng như giao tiếp với khách và xác định xem tác phẩm tạo ra có xứng đáng là một tác phẩm của xưởng bếp hay không nếu thấy không tốt thì phải chỉ thị điều chỉnh ngay nếu không sẽ làm xấu danh tiếng của xưởng sau khi thấy tác phẩm đã đạt chuẩn thì đem cho chủ xưởng xem để đóng dấu rồi mới giao cho khách cách làm việc của nơi này hoàn toàn khác so với những chỗ trước nay an từng làm Tối đó cô gặp gỡ hai cô bé tinh linh sinh đôi do sinh ra cùng lúc trên cùng một cái cây. An rủ hai em cùng ngồi xuống ăn nhưng không thể được vì đây là nơi ăn uống của các nghệ nhân và người nhà, còn bọn em chỉ là tinh linh thôi nói xong bỏ đi luôn. Elliot đã tới nghe An kể về cách làm việc kỳ lạ của xưởng mình, thì anh giải thích đó là cái lý tưởng mà chủ xưởng đã nhồi nhét vào đầu các nghệ nhân. Tâm niệm mỗi người phải một mình chịu trách nhiệm với tác phẩm của mình đã lưu giữ được 300 năm, nhưng An cứ cảm thấy có gì đó cấn cấn. Elliot liền đem ra một cuốn sổ nợ dày cộp, Sưởng Pết đang có một khoản nợ rất lớn với mảnh đất này được thế chấp đã từ đời trước. Nếu trong năm nay mà không trả được thì sẽ mất một nửa đất. Anh dặn cô bé đừng có nhắc với chủ sưởng là người ta đang dục nợ nhé vì ông ấy đang bị bệnh. Thật ra thì Elliot cũng cảm thấy cấn cấn với cách làm việc ở đây tuy nhiên suy nghĩ mãi mà chẳng biết sai ở chỗ nào. Nói chung về khoản nợ anh sẽ tìm cách xoay sở còn An hãy cứ làm theo những gì mình nghĩ. San nhắc Bridget lúc dùng bữa thì nên ăn với mọi người đi nhưng cô ta chỉ cần có anh là đủ rồi nói rồi tiến lại gần bắt san phải ôm mình tiếp theo là bế lên giường rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cho tôi dễ ngủ và nhiệm vụ cuối cùng trong ngày là ngồi cạnh đến khi tôi ngủ thì thôi nhưng tuyệt đối không được đi gặp con bé đó san cứ thế ngồi cho tới khi trời đã sáng thì đi ra ngoài hít thở một chút tình cờ thấy an đi ngang qua anh cũng không lên tiếng gọi ấy vậy mà khi cô đã vào xưởng chế tác san mới âm thầm tiếp cận từ đằng sau an rất lo lắng anh trốn đi như này có sao không vì mitri đã dọa mình rằng san bị cô ta đối xử tệ lắm nhưng đâu có đến nỗi đó Bridget cũng chỉ là một người bình thường thôi. Hai người cứ thế đứng quan sát tác phẩm thi thoảng anh tinh linh lại liếc qua ngắm nhìn cô bé. Dù hơi ít nói và khó gần nhưng Olan thể hiện rất tốt sự mạnh mẽ và năng động của con ngựa. Kinh thì rất vụng về và sợ con gái mà lại làm ra tác phẩm vô cùng lãng mạn. Mặc dù họ đều làm tốt như vậy nhưng lý do tại sao cả xưởng lại chỉ có hai đơn hàng ít ỏi. Đúng lúc Bridget xông và đột ngột, San liền che chắn cho An nói rằng tôi không muốn chấp hành mệnh lệnh nên cứ việc trừng phạt cô ta thắc mắc anh không quan tâm đến cảm xúc của tôi sao thì san đáp lại cô cũng không quan tâm đến cảm xúc của tôi quá giận dữ bridget quyết định sẽ trừng phạt anh rồi chạy về phòng an lập tức đuổi theo không muốn anh tinh linh bị trừng phạt nhưng khi tìm đến chiếc cánh nơi mà chỉ một mình cô biết thì nó đã không cánh mà bay thì ra do một người nào đó đã lén lấy nó đặt bên giường của cha cô vậy thì ông cũng nhân tiện giữ nó hộ luôn bởi thấy cách hành động của con quá hồ đồ nhốt một tinh linh ở trong phòng rồi không cho tiếp xúc với ai cứ như bị bỏ bùa vậy Tức là bây giờ chủ xưởng mới là chủ nhân của San thì ra lệnh cho anh không cần phải nghe lời con bé ấy giam rắp. và thế là chàng tinh linh đã được tự do qua lại phòng của An. Mitri rất thương cảm cho anh chắc hẳn đã bị con ả à đó làm hết chuyện này đến chuyện nọ, bỏ ngay cái ảo tưởng ấy đi nhóc con. Hôm nay có khách qua thăm đó là chủ xưởng Radcliffe và Kê. Lý do đến đây là để ngỏ lời mời chủ xưởng Pete tham gia cuộc tuyển chọn cho lễ tân thánh năm nay. Đương nhiên ông vẫn từ chối vì ngay cả đời cha ông cũng đã từ chối. Nhân tiện đây cũng là lần đầu gặp nhau nên kê xin lỗi vì cha mình tức tử tước kẹo bạc đời trước. Làm việc cho xưởng Pết vậy mà mình lại làm cho xưởng Radcliffe. Và tất nhiên chủ xưởng Pết đâu có trách vì quyền tự do của mỗi người. Sau đó An và kê ra nói chuyện hỏi thăm nhau. Anh kể cát đã quay về cửa hàng làm việc còn Jonas thì hiện giờ bạt vô âm tín không biết đi đâu và cũng chẳng ai liên lạc được. Nói về sự kiện tuyển chọn cho lễ tân thánh thì hàng năm sẽ trưng bày tác phẩm kẹo đường tại nhà thờ thánh Lewiston. Họ sẽ cho các xưởng làm sản phẩm rồi quyết định nên giao cho xưởng nào nếu được giao thành công sẽ được nhà thờ quốc gia trả cho một số tiền lớn và xưởng đó cũng trở nên nổi tiếng nữa. Chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều đơn hàng, Valentine và Nandi lại thấy có khách tới nữa Nandi còn trêu chọc chắc là bạn trai của An. Khi biết tên kê thì họ nhận ra ngay anh là con trai của tử tước kẹo bạc đời trước, nhưng trái ngược với vẻ tự nhiên của Nandi thì Valentine lại cư xử rất lạnh nhạt vội vàng rời đi. Kê cũng thừa hiểu đối với họ mình là kẻ phản bội, hồi cha anh còn làm việc ở xưởng bếp và trở thành tử tước kẹo bạc nơi này đã từng rất náo nhiệt. Nhưng sau khi ông ấy mất kê đã chọn làm việc ở xưởng Radcliffe, lý do thì anh em xem lại đoạn 44 phút rưỡi ở phần một mình có nói rồi nhé. Kể từ đó tin đồn anh từ bỏ xưởng bếp được lan truyền khiến các nghệ nhân làm việc ở đây cũng dần dần bỏ đi hết. An động viên xưởng này thành ra như vậy không phải lỗi của anh và mọi người cũng không nghĩ xấu anh đâu. Nếu vậy cô càng muốn gây dựng lại nơi này hơn để giúp kê hết sự cắn rứt lẫn ác cảm của các nghệ nhân cũng không còn. Và thế là mục tiêu cô bé nhắm đến chính là cuộc tuyển chọn cho lễ tân thánh nghĩ rồi lập tức bày tỏ mong muốn với chủ xưởng hãy cho xưởng bếp tham gia năm nay, thế nhưng ông ta vẫn nhất định từ chối. Tập 15. Chẳng là cuộc thi tuyển chọn cho lễ tân thánh vốn do xưởng mình khởi xướng, nhưng quốc vương đời trước đã thay đổi quy tắc kể từ đó xưởng bếp chẳng được chọn một lần nào nữa, thế nên vị chủ xưởng từ đời trước tức cha ông đã quyết định sẽ không bao giờ tham gia cuộc tuyển chọn thêm một lần nào, coi như là sự phản kháng đối với tính bất công của hoàng gia và nhà thờ dành cho mình, An rất muốn biết vì lý do gì mà xưởng bếp lại không còn được chọn cô nhất định muốn tham gia cuộc thi năm nay để tìm cho ra thứ đó nhưng ông già thì kiên quyết không được phép thay đổi bất cứ điều gì mà tổ tiên truyền thừa lại cô bé liền thắc mắc vậy nếu những chủ xưởng từ trước đến nay đều đã sai thì sao khiến ông mắng an là đồ vô lễ nói như thế không khác nào sỉ nhục bọn ta đã luôn phạm sai lầm và truyền thống bọn ta là sự thất bại cô liền đáp ngài cũng vừa sỉ nhục tôi đấy vì tôi đang là nghệ nhân trưởng ở đây vậy mà ông chỉ nói là xưởng của bọn ta như thể tôi không phải người của xưởng này vậy với tư cách là bậc thầy kẹo bạc an muốn vực dậy xưởng này coi như trách nhiệm của mình elliot phải bật cười và dẫn cô bé ra ngoài kẻo ông chủ tăng sông mất anh rất bất ngờ vì chẳng ai bật lại ngài ấy bao giờ cả vậy mà an dám đơn giản vì bất cứ nghệ nhân nào ở đây cũng đều nợ ơn nghĩa hoặc rất kính trọng chủ xưởng mẹ anh từng là đầu bếp của nhà chính này đã một mình nuôi elliot và chị gái anh nhưng khi bà bị bệnh không còn sức lao động nữa chính chủ xưởng là người giang tay ra đón elliot vào làm việc Mặc dù lúc đó anh chỉ là đứa trẻ 7 tuổi không biết làm bất cứ thứ gì vậy mà ngài ấy vẫn trả lương, đang kể chuyện dở thì đột nhiên hai bé tinh linh tới nhờ chút việc. Thì ra cái bếp củi bị hỏng và Olan là người ra tay sửa chữa giúp, tiếp tục kể chuyện hai anh chàng này đã là bạn chơi thân với nhau từ nhỏ ở đây. Cha Olan từng là nghệ nhân, sau khi cha mất anh đã được chủ xưởng nhận vào làm việc, đặc biệt mái tóc dài không cắt của anh như để cầu nguyện cho ngài ấy sớm khỏi bệnh đến lực kinh thì từng là một tên bất hảo đến nỗi không ai kiểm soát nổi nhưng đã được cha bridget thuê làm việc cho xưởng valentine thì là một người ngoại quốc do không trả được học phí phải nghỉ học ấy vậy mà ông ấy cũng chấp nhận một đứa trẻ ngang bướng như anh vào làm thế mới biết chủ xưởng pết rộng lượng đến thế nào an nhận ra có vẻ vì quá quý mến ngày ấy mà mọi người đều không thể nhìn ra có những sai lầm trong truyền thống của xưởng mitri động viên chị một câu rằng những lúc như thế kẹo đường là thứ để người ta đặt nguyện ước vào nghe đến đây an như sửng sốt nhận được một lời gợi ý và thế là hôm sau cô lập tức đi thử động vào kẹo đường của nơi này rồi giao cho mọi người tiếp tục công việc vừa lẩm nhẩm lời mà mitri đã nói vừa quan sát kỹ lưỡng mọi thứ cuối cùng cũng được thấy tay nghề của nandi và valentine thông qua hai tác phẩm họ mới làm nandi được khách khen là làm rất chi tiết khiến người ta mê mẩn valentine thì thích làm cái hình dạng mà tự cho nó là toán học mặc dù đang bị bệnh nhưng chủ xưởng vẫn đích thân tới tận nơi vì muốn đưa ra một thông báo rằng năm nay xưởng ta sẽ tham gia tuyển chọn cho lễ tân thánh chỉ duy nhất một lần này nếu còn không được chọn thì sẽ không bao giờ tham gia nữa và tất nhiên an sẽ bị đuổi khỏi đây cũng như không được lấy lại san cô bé cũng đồng ý lời trao đổi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với tư cách là nghệ nhân xưởng trong khi đó anh tinh linh đang đứng một mình ngoài bờ sông ngắm cảnh thì đột ngột an tới cô kể về việc sẽ không thể lấy lại được anh nếu không chiến thắng trong cuộc tuyển chọn cho lễ tân thánh thế nhưng vì an đã nói hãy cứ tin tưởng và chờ đợi mình nên san sẽ nghe theo em cứ làm những gì mình muốn tôi vẫn sẽ đợi nói rồi nhẹ nhàng chạm vào bờ má cô ấy ánh mắt hai người đối diện nhau chàng tinh linh không giấu cảm xúc nữa chậm rãi tiến tới định trao cho an một nụ hôn đang giây phút ngọt ngào thì thằng lỏi con Mitri lên tiếng kêu chợt nhớ ra mình có việc bận sẽ về trước hai người cứ tự nhiên mà ở lại ngắm hồ rồi thích làm gì thì làm cay thằng cu này ghê sao không đợi người ta hôn nhau xong hãng lên tiếng thế là an ngại quá liền bỏ về luôn mọi người bắt đầu bàn với nhau nên làm kẹo đường hình gì cho xứng đáng với lễ tân thánh nhưng ngay cả bọn nói một hồi an mắng đấy đều là sở thích riêng của mỗi người thôi bấy lâu nay mỗi một công việc đều chỉ giao cho riêng một người đảm nhiệm nhưng lần này thì khác cô muốn năm người các anh cùng nhau quyết định ý tưởng và chung tay thực hiện nó vì an nhận thấy ai cũng làm rất tốt và nếu những điểm tốt đó được tập hợp lại thì chắc chắn sẽ có nhiều người thích chả ai thích cái ý kiến này do sở thích của mỗi người khác nhau sao có thể thống nhất được an thì chưa biết lễ tân thánh nó là như thế nào nên muốn xem chút gợi ý valentine liền đem ra các cuốn nhật ký của những chủ xưởng đời trước Elias xin phép đi vắng ngày mai mới về nên còn lại 5 người chia nhau ra đọc. Nhưng do đây là nhật ký từ thời xưa nên cách dùng từ quá cổ điển nhìn như thần chú. Kinh và Nandi nản không muốn đọc vậy là chỉ còn lại 3 người. Chưa đầy 2 tuần nữa là đến cuộc tuyển chọn Olan rất quyết tâm sẽ bắt đầu đọc ngay từ bây giờ. Mấy cái từ ngữ này phải học hành tử tế lắm mới có thể đọc nổi nên Valentine cho rằng tiểu thư Bridget chắc cũng đọc được. Cơ mà dạo này cô ấy toàn tự nhốt mình trong phòng. Tối đó An đã tới gõ cửa và bày tỏ mong muốn được giúp đỡ. Cô ta nói nếu tôi giúp thì San có chịu đến phòng mình không nhưng An không dám chắc vì quyền tự do là của anh ấy, nếu vậy còn lâu Bridget mới nhận lời. Thế nhưng nữ chính dơ ra tác phẩm hình con chim đã làm khi nghĩ đến cô và muốn tặng Bridget, tuy nhiên cô ta tuyệt đối không nhận. Trùng hợp thay Olan cũng mới làm ra một tác phẩm con mèo định tặng tiểu thư vì anh muốn xin lỗi do chính mình là người đã lấy cắp cánh của San và đặt bên giường chủ sửa. An rất bất ngờ vì rõ ràng đó là nơi chỉ một mình cô ấy biết, nhưng thật ra ngày xưa Olan và Bridget chơi rất thân với nhau. Lúc đó chính tay cô ấy đã chỉ cho anh biết chỗ giấu bí mật. Bridget rất muốn trở thành nghệ nhân kẹo đường nên coi anh là bạn. Hồi đó cô ấy từng là một cô gái vui vẻ và sáng sủa nhưng bây giờ thì khác tính cách vô cùng tồi tệ. An hiểu ngay lý do thay đổi là vì bị cấm được thực hiện ước mơ. Do công việc chủ xưởng vốn đã vô cùng vất vả mà cô ấy còn là con gái, thế nên đương nhiên người cha không muốn đặt gánh nặng lên vai con mình. Rốt cuộc vẫn chỉ là thực tại và cảm xúc của mỗi người không được hòa hợp với nhau sực nhớ lại cái lúc thấy món kẹo đường mình làm cho cô ấy có chút bộc lộ cảm xúc. Và cả Olan thường chỉ làm những thứ mạnh mẽ nhưng khi vì Bridget thì ngay cả thứ dễ thương như này anh cũng làm được. Thông qua nhật ký cô đã biết được tác phẩm kẹo đường mà xưởng bếp muốn làm khác với quan điểm quốc giáo vì gây ra rắc rối nên họ mới thay đổi hệ thống. Vì thế chúng ta chỉ việc làm ra thứ mà mọi người đều muốn làm. Hãy tạo ra một tác phẩm được bày tại nhà thờ Thánh Lewiston mà khi chủ xưởng nhìn vào có thể cảm thấy vui và tự hào. Khi nhớ lại ông ấy thường nói muốn có tuyết rơi vào đêm thánh vì tuyết sẽ đem đến một thế giới mới. Mọi người ai cũng biết chuyện ngài ấy thích tuyết hết vậy thì chỉ việc làm tuyết thôi. Đột nhiên có tiếng hét cầu cứu rất lớn năm người ngay lập tức đứng dậy chạy ra. Đó là Elliot với vết thương lớn trên mặt. Tập 16 Vết thương trên người Elliot rất nặng nên mọi người vội gọi bác sĩ gấp và dìu anh về phòng nghỉ ngơi. Đến khi tỉnh dậy anh khá ngạc nhiên khi thấy Bridget cũng chăm sóc cho mình nhưng cô vội rời đi. San tra khảo ai đã ra tay thì Elias đáp bởi một gã mặc áo trùm đầu thế nên cũng không rõ. Do người thấy mùi đường bạc trên người anh nên hắn đã hỏi có phải bậc thầy kẹo bạc không? Elias trả lời không phải thế là lập tức bị chém. Ngẫm nghĩ một lát San liền rút thanh kiếm ra khiến cả Elias và Olan choáng ngợp khi biết hóa ra anh là tinh linh chiến binh. Elias miêu tả độ bóng thanh gương của thủ phạm giống như này nhưng không phải màu trắng bạc, nó có âm thanh như tiếng gió cắt và ánh sáng màu bạc đỏ. Vậy thì San dám khẳng định thủ phạm là một tinh linh, thế nhưng Elias không có vẻ gì thù hằn cả mà chỉ cần mình còn sống là đủ và anh dục An với Olan cứ đi làm việc đi. Sau khi nghe thuật lại mọi chuyện từ An, ông chủ xưởng nhận xét Elias đã trưởng thành rồi, việc giao con gái cho cậu ta sẽ là điều đúng đắn. Và rồi hôm nay An bắt tay vào dẫn dắt mọi người cùng làm tác phẩm, cô gợi ý cho tất cả cách tạo ra một hình kết tinh của tuyết để năm người sáng tạo năm hình dáng khác nhau. Bốn người họ mỗi người cũng đều đóng góp một chút ý kiến vào sản phẩm chung nữa và An sẽ là người tổng hợp lại. Cứ thế ngày này qua ngày khác cuối cùng tác phẩm cũng đã được hoàn thiện, mọi người cùng tụ tập lại xem thành quả và không ai là không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp lộng lẫy ấy. Ngay cả chủ xưởng cũng phải rời giường bệnh xuống xem, được chứng kiến cái khung cảnh của tuyết ông chỉ biết nói một câu thật lòng rằng muốn thứ này được trưng bày tại nhà thờ Thánh Lê Western. Chủ xưởng gọi nghệ nhân trưởng An khen cô đã làm rất tốt. Ngay hôm sau tất cả cùng khăn gói lên đường đến Lê Western. Nay là một đêm trăng tròn nên đường rất sáng vì vậy San muốn tiếp tục đi xuyên đêm đến thẳng đó không cần nghỉ chân, bởi tên tinh linh kia sẽ bị thu hút bởi đường bạc nên ta cần đi càng xa càng tốt. Cho đến khi màn đêm buông xuống mặc dù đã đi một chặng đường khá xa rồi nhưng cả bọn vẫn bị chặn đầu xe, trước mặt họ chính là kẻ đã tấn công Elliot. Sa nhảy xuống dục mọi người đi trước còn anh sẽ đối đầu với hắn, từ hai cánh tay của hắn tạo ra những sợi tơ rất giống do flamingo, hai bên lao vào giao chiến tới tấp nhau cảnh này đã tai đã mắt thực sự Đối phương đã nhận ra San là Hắc Diệu Thạch, một đồng loại sinh ra từ đá quý giống hắn. Gã hỏi kẻ nào đang giữ cánh của ngươi và ngỏ lời giúp đỡ San sau đó hai ta có thể hợp tác. Vậy thì nam chính hỏi lại chủ nhân của ngươi là ai đang ở đâu. Nhưng rất tiếc tên tinh linh này là một kẻ tự do không bị ai cầm cánh cả. Hắn đề nghị sẽ đuổi theo bọn lúc nãy giết hết chúng nó rồi cướp kẹo đường và cánh về lại cho San, vì tên này vô cùng thích ăn kẹo đường do bậc thầy kẹo bạc làm. Mà đáng tiếc anh nhà tôi đã tự quyết định ai sẽ là người cứu mình rồi nên hai bên tiếp tục đánh nhau. Nandi dục Olan tăng tốc nữa lên nhưng không thể được vì sẽ vỡ tác phẩm kẹo đường mất và cuối cùng cho đến khi trời sáng cũng đã kịp tới tham gia vào cuộc tuyển chọn. Lão chủ xưởng Radcliffe chỉ biết trợn tròn mắt ngạc nhiên, nhưng đâu chỉ riêng ông ta mà ai nấy trong nhà thờ thánh cũng đều ngỡ ngàng khi năm nay xưởng Pet lại tham gia cuộc thi. Trước hết là xưởng Radcliffe, lão chủ xưởng nhoèn miệng cười kích đều và an thì nhận ra tác phẩm của họ giống san quá. Lẽ nào anh kê đã? Tiếp theo là đến tác phẩm của xưởng Mercury, mỗi xưởng khi sâu ra đều sẽ đọc một bài giới thiệu và ý nghĩa của tác phẩm kẹo đường xưởng mình. Và cuối cùng là xưởng Pết thì An có chút lo lắng nhưng được mọi người khích lệ động viên cô cũng tự tin hơn. Cơ mà niềm vui chợt dập tắt khi nhìn cái màu của tác phẩm nó khác hoàn toàn so với lúc ở xưởng không rõ lý do. Mọi người bắt đầu xì si xào bàn tán còn An thì cố giữ bình tĩnh để đọc bài thuyết trình. Nhưng quả thật thứ này nó tệ một cách kinh khủng khiến ai nấy trong xưởng đều không biết giấu mặt vào đâu An thì không thể tập trung đọc được. Ngay thời khắc đó San đã xuất hiện trước cửa, nhìn thấy đôi cánh của anh phát sáng lung linh trước ánh nắng chiếu cô chợt nhận ra một điều liền xin ngài cha sứ thắp ánh sáng lên sao cho giống lễ tân thánh dần dần từng ngọn nến được đốt lên và điều kỳ diệu đã xảy ra tác phẩm tuyết tỏa sáng lung linh huyền ảo tượng trưng cho niềm may mắn sẽ đến với vương quốc vào năm mới sau khi bài diễn thuyết trôi chảy được đọc ra các vị cha sứ đều có chung một đáp án đó là tác phẩm của xưởng pết sẽ là tác phẩm được trưng bày tại lễ tân thánh cuối năm nay kết thúc buổi tuyển chọn elliot có một bất ngờ dành cho an đó là trả lại chiếc cánh của san anh còn trách em rõ ngốc tại sao lúc bị chủ xưởng dọa dạ sẽ đuổi đi nếu tác phẩm không được chọn. Em lại không đặt điều kiện là xin lại cánh cho anh tinh linh nếu được chọn, nhưng an ngốc nghếch như thế mới dễ thương. Elliot phải nhận xét em đúng là đường bạc đầu tiên, đường bạc đầu tiên có nghĩa là người tạo ra sự thay đổi. Khi tinh luyện đường bạc phải ngâm táo đường qua đêm trong nước lạnh, khi ấy ta sẽ thêm một nắm đường bạc vào và xưởng bếp toàn gọi nó là đường bạc đầu tiên. Nếu không thêm vào thì dù táo đường được ngâm bao lâu cũng không tan hết vị đắng vì rất kỳ vọng vào an nên mọi người trong xưởng lâu nay đều gọi cô là đường bạc đầu tiên và giờ thì cô bé đã chứng minh được lời mình nói đúng để mở ra một hướng phát triển mới cho xưởng pết về phía san đang ngồi nhắm mắt anh ngửi thấy mùi của đường bạc rất thơm thì biết an đứng trước mặt cô rất lo lắng khi thấy vết thương trên tay anh tên tinh linh kia thì đã bỏ chạy rồi an khoe ra chiếc cánh đã được trả và từ nay cũng không cần làm việc bên họ nữa nhưng lễ tân thánh giờ mới vào phần chính cô không chắc có nên dừng ở đây không nữa vì vậy quyết định xin phép hai người cho mình tiếp tục làm việc tại xưởng bếp đến hết lễ tân thánh. Mitri không có vấn đề gì còn San thì chỉ cần em ở đâu anh sẽ ở đó. Sau đó An tự tay đeo chiếc túi đựng cánh lên cổ San, chỉ chờ lúc thằng cu Mitri rời đi là anh nhà tranh thủ sờ má cô bé. San đã được An cứu nghĩa là cô tự sức mình trở thành bậc thầy kẹo bạc rồi nên từ nay hãy tự tin với danh xưng ấy. Với một giọng nói lý nhí của sự bối rối cô vâng lời, chàng tinh linh khẽ đặt lên chán An một nụ hôn tượng trưng cho lời chúc phúc và cô thì nhắm mắt tận hưởng nó. Tập 17 Từ giờ cho đến 2 tháng tới cả xưởng Pết sẽ làm việc tại nơi này do được quốc giáo hội chỉ định. Hoàn toàn không mất tiền thuê nhà cũng như nơi này còn gần Lê Winston nữa. Nghe thì hay ho đấy tuy nhiên An thấy nó giống cái lâu đài ma hơn thành ra có phần hơi lo sợ. Chủ xưởng biết chỗ này được gọi là lâu đài Holy Leaf mà quốc giáo hội luôn luôn giấu tên. 15 năm trước gia tộc nhánh Chamber đã nổi loạn chống lại hoàng gia Mewsland. Nhà Mewsland giành chiến thắng và cả gia tộc Chamber bị giết không chừa một ai. Đây chính là lâu đài của gia tộc Chamber. Nandi và Mitri liền làm quả mặt nguy hiểm dọa an nơi này có tin đồn xuất hiện ma đấy khiến nữ chính sợ hét toáng cả lên. Tiến vào bên trong đó là một tòa lâu đài rách dưới bẩn thỉu tàn tạ. An dặn lòng là một nghệ nhân trưởng mình không được sợ nhưng mới thấy mấy tấm ảnh bị cắt mặt thôi lại hãi hồn rồi. Không chỉ ảnh mặt mà cả kiếm và đồ trang trí đều bị tổn hại thì rất có thể chúng từng là huy văn của nhà Chamber. Đối với nhà Muslen, huy văn của gia tộc phản loạn là điều cấm kỵ nên đã nhổ cỏ tận gốc. Cơ mà nhắc về Bridget thì Elliot nói đã đưa tiền cho và bảo cô ấy thuê xe ngựa rồi nên sẽ tới sau. Mặc dù là vị hôn thê nhưng Elliot chẳng có vẻ quan tâm đến Bridget lắm. Olan còn nói một câu lạnh lùng rằng quan tâm đến Bridget làm gì thay vào đó nhanh tay lên đi khiến An rất ngạc nhiên. Vào đến phòng mà cái giường đầy bụi bặm kinh khủng, nữ chính của chúng ta tự nhủ trên đời làm gì có ma giống Tenny Thì đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi hỡi cô gái bậc thầy kẹo bạc, quay ra lại chẳng thấy ai nên An cho rằng chắc là tưởng tượng thôi nhưng lại một lần nữa tiếng kêu ấy vang lên cảm ơn cô đã đến đây khiến nữ chính sợ thót tim cuối cùng bỏ chạy thục mạng khỏi phòng thì đâm phải người san con bé lắp bắp hết cả lên không thốt nổi chữ ma thì bị anh mắng là nghe nhầm thôi đồ ngốc nhưng nói đến vậy mà an vẫn còn rất luống cuống khiến san phải ghé vào tai thì thầm tôi hôn cô nhé nghe câu này mới làm nhỏ bình tĩnh trở lại cơ mà ngay khi vừa thấy an rời đi san đã nhận ra một thứ sinh vật nào đó chạy vụt qua ngó vào thì nó chỉ là một lối cụt với các vết bước chân trên sàn dần tan biến tiến về phía bức tường an trong lúc đang dọn dẹp thì nhận ra có điều kỳ lạ là chỉ riêng một bức tranh không bị bẩn rốt cuộc vì quá bất an mà đến đêm cô phải xin em mitri ngủ cùng mình thằng nhóc nói sao chị không nhờ tên san ấy thì an lập tức đỏ bừng mặt xấu hổ liền bị thằng bé mắng cho trận nếu cứ như thế tình yêu sẽ không bao giờ đến đâu thậm chí còn tính đi hỏi hộ luôn nhưng an cố hết sức chặn mitri lại lại đúng lúc nghe thấy ồn ào san ghé và hỏi thăm thì nữ chính lập tức chặn miệng con tinh linh báo này lại đột nhiên san hỏi hai người có nhìn thấy thứ gì màu tím chạy qua không Thay vì động viên người ta đỡ sợ thì Thánh nói đúng một câu càng làm người ta đái ra quần hơn rồi bỏ đi như một hảo hán. Nhưng rốt cuộc An vẫn chỉ dám xin Mitri đêm nay ngủ chung với mình thì thằng bé cũng đành nghe lời và hậu quả là sáng hôm sau hầu như ai cũng đều mất ngủ hết. Tất cả mọi người đều bị một cái phiền chung đó là cái khóa phòng dù có khóa bao nhiêu lần thì đến khi xem lại cửa vẫn bị mở. Giữa đêm cứ liên tục nghe thấy tiếng mở cửa thành ra đến sáng nữ chính vẫn không tài nào ngủ được. Thanh niên Mitri mồm mép khoa trương ta đây sẽ là người thanh tẩy con ma đó cho liền bị san táng cho cái. Bắt đầu vào vấn đề chính an đưa ra kế hoạch làm việc từ giờ đến lễ tân thánh và phân công cho mọi người. Nào ngờ đúng lúc có vị khách không mời mà tới hóa ra là anh Hưu. Theo yêu cầu của Quốc giáo hội thì mỗi năm từ tước kẹo bạc sẽ đến xưởng đã được chọn để thị sát kiểm tra tiến độ công việc. Quốc giáo hội luôn yêu cầu xưởng Mercury chuẩn bị tác phẩm dự phòng nên nếu xưởng Pet có vấn đề gì thì lễ tân thánh sẽ sử dụng tác phẩm của bên Mercury và tất nhiên cũng không được trả tiền thưởng luôn. Hugh còn nhắc sẽ ghé qua trinh sát bất ngờ vài lần nữa nên đừng có chủ quan sau đó thì anh rời đi, mọi người cùng bắt tay vào công việc ngay và luôn. Lần đầu được chứng kiến quy trình làm việc của Elliot khiến An phải choáng ngợp vì quá tài năng, quả không hổ danh cũng là một bậc thầy kẹo bạc. Sau một ngày làm việc thì cuối cùng Bridget cũng tới, nhưng không phải một mình mà cô ta mới mua cho bản thân một tinh linh thú cưng tuyệt đẹp tên Gladys. Bị Elliot hỏi lý do thì con bé đáp với giọng trả treo rằng lần này tôi sẽ không nhốt tinh linh nữa mà để anh ta được tự do. Câu nói của cô như thể đang mỉa mai chính cha mình rồi còn mắng Elliot đừng có ra vẻ quan tâm nữa. Bridget định lên báo chuyện này với cha thì bị anh ngăn lại vì không chừng cô sẽ khiến ông ấy lên cơn đau tim mất, thế nên anh sẽ đi cùng để nói chuyện. Mitri nhận xét tên đó cũng là đá quý giống San, vừa mới nghe được tên người tinh linh áo đen này là San khiến Gladys có một phản ứng gì đó. Tuy nhiên lại nói là không có gì, San thì đoán loại đá quý của anh ta khả năng là ngọc mắt mèo vì nó có nhiều màu sắc do phản xạ ánh sáng. Ola nhận ra tình hình lúc này không ổn chút nào vì dính vào xung đột giữa hai cha con nhà kia sẽ khiến Elias không còn tâm trạng mà chế tác. Vì vậy mà đến đêm An vẫn cố làm việc, giật mình nhìn qua cửa sổ thấy một con ma váy trắng nhưng nhìn kỹ hơn mới nhận ra đó là Bridget. Cô đang nhớ lại mới bị cha mắng về chuyện mua con tinh linh này về chỉ để gây sự chú ý và ông bắt đem trả ngay lập tức. Bridget buồn bã tự nhủ có lẽ đúng là đối với mình thì ai cũng được. An chạy ra hỏi Han cô đang làm gì và đưa cho một chiếc áo choàng giữ ấm. Mặc cho Bridget lạnh lùng từ chối nữ chính vẫn bỏ về luôn. Olan phải nhận xét cô lại dính líu đến Bridget nữa à trong khi cô ta đâu có quan tâm. An hỏi ngược lại còn anh thì sao nếu thấy cô ấy lạnh có đem áo cho không? Hay thấy Bridget mua một tinh linh về thì liệu có quan tâm cô ấy đang cảm thấy như nào không? Olan đáp bây giờ chỉ tập trung vào mỗi tác phẩm cho lễ tân thánh trong khi đó san đang đứng ngắm cảnh và ngay lập tức rút kiếm ra khi nhận thấy sự hiện diện đột ngột của tên gladys gladys đã đi một vòng quanh lâu đài nhưng đúng là ở tòa tháp này vẫn là thích nhất anh ta khá ngạc nhiên về cái tên không được đặt theo tên con người của san và đặc biệt là chuyện san hoàn toàn tự do tự cầm chiếc cánh của chính mình nhưng vẫn đi theo con người nam chính cũng thắc mắc ngươi là một đá quý chắc chắn có khả năng tạo ra vật sắc nhọn vậy tại sao lại làm tinh linh thú cưng gladys liền biểu diễn cho xem khả năng ít ỏi của mình thế này thì làm sao trở thành tinh linh chiến binh được anh ta còn rất muốn kết thân với San nhưng anh nhà từ chối. Cơ mà trước khi rời đi Gladys lại nói ra mấy câu khá khó hiểu khiến San phải bận tâm đến. Tập 18 Hôm nay Mitri tập trung hết các tinh linh lại để bàn một kế hoạch đó là thanh tẩy con ma xấu xí đang lởn vởn bên trong lâu đài. Đúng lúc đó Gladys tới khen rất thú vị và xin phép tham gia với thế là Mitri sướng phởn đồng ý ngay. Thấy San méo quan tâm định trở về phòng cậu ta rất bất bình vì không có anh ai sẽ chiến đấu với mà. Nãy ông nội mới nhận làm đội trưởng xong mà giờ lại dén thế sau một ngày làm việc vất vả an trở về phòng thì nhớ ra hôm nay không có mitri ngủ chung vì cậu ta đi thanh tẩy ma rồi cô đành nằm lên giường ngủ một mình mà giật mình vừa mới nhắm mắt cái san đã đẩy cửa xông vào yêu cầu nằm yên liếc sang bên cạnh nhìn thì hú hồn thấy một kẻ nào đó phải tôi mà gặp cảnh này chắc ngất luôn anh em ạ à. san đã đè chặt hắn xuống giường còn an thì bật đèn lên nhìn cho rõ mặt đột nhiên gã nằm lăn ra bất tỉnh làm an rất lo lắng nhưng hóa ra thằng cha chỉ đùa thôi mà đứng phát dậy được giao ai thế chứ ngay sau đó lại ngã thêm cái nữa Tóm lại thì đây chính là chân tướng của con ma tên tinh linh này có khả năng đi xuyên tường. Đó là lý do mọi người đã khóa cửa hết nhưng nó vẫn vào được phòng. Đêm qua hắn đã trêu gẹo các nghệ nhân ở tầng 1 nên hôm nay san phục kích sẵn ở tầng 2. Bất chợt tỉnh dậy cậu ta nhất định không chịu xưng tên với các người vì coi tất cả là đồ trộm cướp. Elias giải thích bọn mình vào đây do được quốc giáo hội cho phép. Cậu tinh linh phản đối cho rằng đây là lâu đài của ngài Harbert trưởng tộc Chamber. Còn mình là Noah hầu cận của ngài Harbert được lệnh phải bảo vệ lâu đài này. Mitri nói tộc Chamber đã bị thanh trừng từ 15 năm trước và cái tên Harbert đó chắc cũng chết rồi khiến Noah tức giận. Cậu vẫn tin chủ nhân sẽ quay trở lại dù có bao nhiêu năm. Thấy nó cứ bảo mình là kẻ bị đám trộm cướp sử dụng san liền dơ ra chiếc cánh của mình để chứng minh bản thân hoàn toàn tự do và đi cùng với họ là tự nguyện. Anh hỏi trước đây quân lính của Museland đã vào lâu đài này rồi đúng không thì Noah đáp đúng vậy. Những kỵ sĩ trong bộ giáp bẩn thỉu xông vào lâu đài xé các bức tranh bóc hết da huy dán trên tường, các đồ dùng được khắc da huy cũng đều bị đem đi đốt. Điều đó chứng minh là nhà Chamber đã thua và lâu đài này bị hoàng gia Muslen tịch thu rồi tặng cho nhà thờ thánh Lê Winston. Dù vậy Noah vẫn một mực tin ngài Harbert sẽ quay trở lại cho đến lúc đó cậu sẽ bảo vệ nơi này. Cãi nhau một hồi lại ngã khuỵu xuống thì San chẩn đoán là do thiếu ăn. Và thế là sáng hôm sau An nấu cho một đĩa cháo nóng hổi, Noah thì chỉ dám ăn những gì mà chủ nhân Harbert ban cho theo mệnh lệnh của ngài. An không tin một người ban ra cái mệnh lệnh đó có thể là người tốt được đột nhiên tên gladys tiến lại gần an vuốt má cô một cái rồi khen mùi của đường bạc rất thơm mặc dù an đã cố tránh ra nhưng hắn lại cầm mái tóc lên khen mùi của an là tuyệt nhất trong số những người ở đây ngay sau khi cô bỏ chạy đi làm việc gladys còn khen đáng yêu thật thì đã bị san lườm cho mà mắng con bù nhìn đó có gì đáng yêu nhưng hắn lại cho rằng chẳng phải vì an quá đáng yêu nên cậu mới không thể bỏ mặc mà ở đây cùng sao do hai đứa là đồng loại nên gladys hiểu được san sẽ có suy nghĩ giống mình lẽ ra phải đi cùng nhau mới đúng hắn nói tiếp ở nhà nguyện tối thông qua một cái lỗ bên tường. Sâu bên trong là nhà thờ nguyện với một cái bàn lớn, lối vào đã được ngụy trang nhưng trên tường và trần nhà vẫn còn dấu vết bị khai quật. Nhưng đến khi nào San chịu thể hiện một chút cảm xúc thật hắn mới nói cho lý do tại sao biết. Trong đầu San chợt nghĩ về Lít và thắc mắc Ladis là ai rốt cuộc tại sao hắn lại biết về địa điểm vừa rồi. An đã kể hết sự tình của Noah cho chủ xưởng bếp nghe thì ông đoán có thể là do chủ nhân đã cầm theo chiếc cánh rời khỏi lâu đài. Nên Noah mới không dám ăn những thứ khác cũng như bỏ trốn khỏi nơi này mà phải chờ chủ nhân về. Ông gợi ý An thử mang kẹo đường xem vì tinh linh rất mê kẹo đường. Cô cũng nghe theo nhưng chợt thấy cậu ta đang mải đứng ngắm nhìn bức tranh trong góc tối. Thấy An lại gần nó còn nói tưởng gì ra là kẻ ăn trộm mới cay chứ. Thì ra riêng bức tranh ngài Habers không bị bẩn là do Noah đã luôn lau dọn nó. Cô hỏi cánh của em bị người ấy mang theo rồi sao thì cậu ta đáp ngài ấy không phải kẻ độc ác như vậy mà đã trả lại cánh cho mình rồi. Chủ nhân có nói không thể đưa cậu ra chiến trường cùng được nên hãy cẩn thận bảo vệ tòa lâu đài, ngoài ra còn dặn nếu ăn hết số kẹo đường mà ngài để lại thì hãy ra khỏi lâu đài, còn một khi đã ăn thứ gì khác thì không được ở lại đây nữa. An hiểu như vậy có nghĩa là ngài Herbert muốn Noah rời khỏi đây. Số kẹo đường từ 15 năm trước đó cậu tinh linh ăn rất dè dặt nên đến giờ vẫn còn sót lại một ít với niềm hy vọng chủ nhân trở về. An đem ra chiếc kẹo hình bông tuyết mà mọi người cùng làm muốn cho em ăn, cô tin ngài Herbert cũng mong muốn Noah đợi ngài trong trạng thái khỏe mạnh thôi. Dù vậy Noah vẫn kiên quyết không muốn ăn, bên này San vẫn đang vô cùng thắc mắc muôn vàn câu hỏi vì sao bởi rõ ràng chỗ đó chỉ mỗi mình và Lít biết. Vậy tại sao tên Gladys lại? Đúng lúc đó An cõng Noah vào phòng anh vì đột nhiên cậu ta ngất xỉu và kể lại hết sự tình. San khuyên cô là bậc thầy kẹo bạc thì hãy làm ra một thứ mà nó muốn ăn đi. Nói rồi kéo An sát lại gần và hỏi Gladys có nói gì với em không thì cô đáp anh ta bảo mình có mùi đường bạc. Vậy thì anh tinh linh liền hôn vào má An một cái. Trong đầu càng nhớ về cảnh hắn dám vuốt ve An San lại càng giận dữ muốn nếm nhiều mùi vị trên má em hơn. Đã buông tay ra khỏi mặt người ta rồi mà anh nhà vẫn cố níu lại khen ngoan lắm rồi hôn thêm một cái nữa. Sang còn dù An đêm nay qua phòng mình mà ngủ cho đỡ sợ thì cô nàng chỉ biết gật đầu nghe theo. Ra bàn ăn ngồi nữ chính thầm nghĩ chắc anh ấy vẫn chỉ coi mình như trẻ con thôi nhưng dù sao vẫn rất vui. Đột nhiên có một âm thanh vang lên gọi tên. An ngước mặt dậy thì thấy tấm ảnh còn nguyên vẹn của ngài Haber và hình ảnh người ấy đang ngồi đánh cờ với Noah. Vừa chơi chủ nhân vừa mời cậu tinh linh ăn một chiếc kẹo đường và Noah thì khen biểu tượng huy văn của gia tộc này thật đẹp. Chúng thể hiện sự mạnh mẽ và lòng nhân từ, mặc dù Harbert không giỏi dùng kiếm nhưng ngài lại có một trái tim rất mạnh mẽ và nhân từ. Noah không hiểu sao chủ nhân lại cho một đứa vô dụng vụng về suốt ngày làm vỡ bát đĩa như mình làm hầu cận. Harbert đáp chỉ có ngươi là người có thể đánh cờ ngang hàng với ta bởi cả hai ta đều chơi rất dở nên thật vui sau đó là hình ảnh noah thắc mắc tại sao người bỏ tôi ở lại khi phải đi chiến tranh và trông cậu nhóc có vẻ cực đau xót Habot đành tặng cho một túi kẹo đường mời noah ăn bởi nếu chúng mà bị tìm thấy chắc chắn cũng sẽ bị tiêu hủy còn ra mệnh lệnh ở lâu đài này không được ăn gì khác ngoài những viên kẹo mà ta đưa cho nếu cảm thấy đói muốn ăn thứ khác thì khi ấy hãy rời khỏi lâu đài nói rồi bỏ mặc noah ở lại với sự lưu luyến và cứ thế cậu tự hứa với bản thân nhất định sẽ không ăn trở lại thực tại một giọng nói đang phát ra muốn nhờ cô gái bậc thầy kẹo bạc giúp cậu bé đó hộ mình. Bất ngờ cả lâu đài nhốn nháo cả lên vì tất cả các thùng đựng đường bạc đều đã bị cứng lại. Bởi thời tiết đột nhiên mưa rất to khiến chúng đã hấp thụ độ ẩm trong nước mưa, thùng nào cũng như thùng nào đều đã ướt sũng cả làm Elias không biết nói gì ngoài cay cú gào thét lên. Tập 19 Tuy vậy mọi người rất nhanh chóng đã chấn tĩnh trở lại quyết tâm làm lại lần nữa, an cho tập trung đường bạc về phòng có bếp lửa để sấy. Sau đó Hugh có mặt kiểm soát tình hình, vì lâu đài này đã xuống cấp nhiều chỗ nên anh cũng đoán được phần nào hưu định sẽ nhờ xưởng bên mình và cả xưởng Radcliffe hỗ trợ đường bạc tuy nhiên elliot từ chối vì tin rằng vẫn làm lại kịp được hôm nay đã phơi khô xong nên ngày mai có thể bắt đầu say anh khuyên an đi ngủ đi để mình canh lửa cho nhưng cô từ chối mặc dù đã nói với hưu như thế nhưng thực chất có làm kịp cho lễ tân thánh không thì cả hai đều không chắc việc chế tác và bày biện cũng rất mất thời gian nên an mong sẽ có anh kê đến trợ giúp tuy nhiên elliot tin rằng xưởng Radcliffe sẽ không đồng ý chuyện đó Vậy thì người duy nhất vừa có tay nghề lại không ở trong phái nào chỉ có thể là Cát, vậy là ngay sáng hôm sau An đã lên đường cùng San đi nhờ Cát và nhất định sẽ về trước khi trời tối. Bridget tình cờ thấy cảnh đó thì buồn bã vì mình cũng rất lo lắng mà họ trả thèm để tâm liền được Gladys ôm lấy an ủi. Đã đến nơi An chào nhóc tinh linh Benjamin vẫn còn đang mơ màng ngủ, Cát vừa thấy hai người khách quý ghé qua thì mừng rỡ chúc mừng đã lấy lại được cánh. Tuy nhiên sau khi nghe kể hết sự tình anh ta đã từ chối bởi bản thân chỉ làm những gì mình muốn thôi với lại vào năm mới cát đã nhận đơn từ một bà lão ở cửa tiệm bột mì an cầu xin giúp đỡ nhưng anh ta nhất định không là không thấy vậy san liền nhắc tới chuyện cát đang có giao kèo với tử tước kẹo bạc rằng sẽ phải làm bất cứ thứ gì mà anh ta muốn an hiểu ý lập tức ra một trao đổi rằng nếu cát chịu giúp đỡ thì mình sẽ làm cái kèo đó bị hủy giúp cho sau một hồi kỳ kèo anh ta cũng chịu đồng ý vì thà nghe lời an còn hơn nghe lời tên hiu kia trên đường quay về cô bé ôm chặt lấy người san mà cảm ơn anh bởi vừa rồi đã giúp mình giao kèo thành công ngay khi vừa về đến nơi an lập tức xin hưu hãy nhường quyền được yêu cầu cắt lại cho mình tuy nhiên lần này lại đến lượt tử tước kẹo bạc từ chối vì hưu biết cắt chỉ làm tác phẩm mà hắn thích thế nên đây là một cái quyền rất quý giá khi có thể bắt hắn làm mọi thứ mà hưu không dễ dàng đưa cho an điều đó đâu nếu vậy cô dám dũng cảm đưa ra lời thách đấu với ngài để nhất định đoạt được nó tử tước kẹo bạc tuy không được phép làm cho ai bất kỳ tác phẩm nào khác ngoài vua nhưng hưu vẫn chấp nhận lời thách đấu Nghe nói đang có một tinh linh không chịu ăn gì nên trận đấu mà Hugh đưa ra đó là ai làm cho Noah chịu ăn sẽ giành chiến thắng. Mitri và Elias sau khi nghe tin này thì chỉ biết tá hỏa xin cứu vì đối thủ là một tử tước kẹo bạc. Sau đó An ấp úng muốn thông báo với mọi người còn lại nhưng bất ngờ thay họ đều được nghe kể rồi và hoàn toàn tin tưởng đặt mọi niềm tin vào cô. Sa nhận xét đối với tinh linh thì hình dạng kẹo đường càng có ý nghĩa với mình bao nhiêu, nó sẽ càng đẹp lên bấy nhiêu và hương vị sẽ ngọt lên vô cùng. Hành động hấp thụ kẹo đường tương tự như hôn một người mình chân quý, anh khuyên An nên ngủ sớm để ngày mai quyết đấu với Hiu. Tuy nhiên cô không đồng ý để San phải thức một mình trong chừng Noah, vậy thì San tiến lại gần nói nếu cần một nụ hôn chúc ngủ ngon đến vậy tôi sẽ làm cho. Cuối cùng vì xấu hổ quá An mới đành nghe theo và bỏ chạy, sáng hôm sau An mang bữa sáng đến phòng mời tử tước kẹo bạc. Anh tinh linh của Hiu luôn mắng ngài phải cẩn thận với đống sách đi mượn vì đã được người ta nhắc nhở. Tất cả chỗ sách này đều là cấm thư mà chỉ có tử tước kẹo bạc được phép đọc. Anh hỏi An đã nghĩ ra tác phẩm sẽ làm chưa thì cô run rẩy đáp là chưa. Sau đó Hugh xin phép được qua phòng trò chuyện với Noah mà cậu ta yếu đến mức không thể ngồi dậy nổi. Từ tước kẹo bạc hỏi ngài Harbert là một người mẫu mực không làm ô danh huy văn của nhà Chamber, cũng như rất thích chơi cờ vua phải không thì cậu đáp là đúng. Ngài ấy chơi không được giỏi nên chỉ có mình tôi là đủ khiến chủ nhân vui được thôi. Hugh có vẻ khá bất ngờ khi nghe chuyện Harbert không giỏi chơi cờ vua đã bắt tay vào làm mà An vẫn chưa thể nghĩ ra thứ gì có ý nghĩa dành cho Noah đủ khiến em ấy muốn ăn. Nếu tái diện hình ảnh ngài Herbert hẳn Noah sẽ rất vui cũng giống như công tước Philac, tuy nhiên bức ảnh ông ấy đã chẳng còn nguyên vẹn nữa rồi. Đúng lúc đó Gladys tiếp cận lại gần An thì cô cảnh giác lùi ra xa, anh ta nói đừng sợ vì mình không có ác ý với những gì mà san chân quý đâu. Nhưng còn chưa kịp nói tiếp những điều cần nói thì Bridget đã xuất hiện lôi tinh linh của mình đi, sau đó An cứ ngồi nhìn chăm chú vào bức tranh mất khuôn mặt của ngài Herbert không biết mệt. Bức tranh này chắc hẳn phải có một thứ gì đó mà không thể nhìn thấy được nhưng nó lại khiến Noah chờ đợi suốt cả cuộc đời. Cứ thế dần dần đôi mắt An lóe sáng lên và cuối cùng cũng hiểu ra điều gì đó, chạm nhẹ vào nó rồi cô nhờ San bê bức tranh xuống giúp thì không thể tin vào mắt mình. Bởi vẫn còn một huy văn của nhà Chamber đã bị hoàng gia bỏ sót, chắc hẳn Noah cũng đã biết huy văn tượng trưng cho niềm tự hào gia tộc vẫn luôn ở đó. Hình dạng trái tim của ngài Harbert duy nhất còn sót lại đó mới chính là thứ mà cậu nhóc luôn nhìn vào. San không đồng ý nếu An định làm thứ này bởi đây là huy văn cấm kỵ đã bị hoàng gia Mewsland xóa bỏ sự tồn tại, làm thế không khác nào gây thù trúc oán với hoàng gia. Nhưng An không làm cái này vì hoàng gia mà chỉ muốn làm nó cho người cần đến nó thôi. Rốt cuộc sau cùng anh cũng bị thuyết phục và hứa nếu có chuyện gì nhất định sẽ bảo vệ cô. San thề sẽ mãi mãi ở bên An, nghe được câu nói đó từ anh tinh linh khiến tâm trạng cô vui lắm. Tập 20 Đến cả Mitri cũng sốc khi biết An có ý định đó nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định giúp đỡ. Cứ thế một ngày dài trôi qua cuối cùng nữ chính cũng đã hoàn thành tác phẩm hình huy văn. Hai người cùng mang món kẹo đường của mình qua đó thì Noah trầm trồ trước cái của ngài tử tước kẹo bạc. Hugh đã dựa trên bàn cờ vua được đặt ở tiểu sảnh. Tiếc thay các quân cờ dường như đã bị mất do cướp phá nhưng nhà thờ thánh Lê Winston vẫn còn giữ bản phác thảo chi tiết. Và có một sự thật rằng Herbert là một kỳ thủ đánh cờ lừng danh. Cũng chính vì là người chơi giỏi đứng đầu đất nước nên không một ai dám thách đấu ông ấy. Đó là lý do mà khi được Noah rủ chơi cờ Harbert đã rất vui, không phải vì thắng thua mà vì được rủ chơi một cách vui vẻ. Nhìn thấy những quân cờ năm xưa sẽ khiến Noah dễ bị dụ cầm chúng lên, mà một khi tinh linh cầm sẽ hấp thụ món kẹo đường này ngay, tuy nhiên cậu vẫn kiềm được lòng không nhấc nó lên. Tiếp theo là lượt của An với rất nhiều hình ảnh huy văn của gia tộc Chamber và không cần lưỡng lự một giây Noah đã cầm chúng lên tay ngay. Gương mặt cậu tinh linh hạnh phúc vô cùng và cuối cùng cũng đã chấp nhận ăn thứ này. Ăn xong Noah mới bật khóc vì sẽ phải rời khỏi đây. Thế nhưng Hugh lại đặt lên tay cậu nhóc một cái nữa và kêu cứ ăn thỏa thích đi Harbert sẽ không giận đâu. Noah càng xúc động mãnh liệt hơn nhớ về từng kỷ niệm ở bên ngài ấy. Cậu thực sự rất hạnh phúc khi có một người chủ nhân như thế. Hugh nhắc tạo ra huy văn cấm kỵ có thể bị coi là hành vi chống đối hoàng gia. Thế nhưng An cho rằng nếu không thể tạo ra thứ mà người khác cần thì chỉ là một bậc thầy kẹo bạc vô nghĩa, từ tước kẹo bạc cũng đành cạn lời. Huy văn là thứ tượng trưng cho linh hồn của người sống trong nhà. Đối với một người hiểu ý nghĩa của huy văn như Noah thì có thể nhìn thấy trái tim của Harbert thông qua nó. Thực chất Hugh cũng đã làm chiếc kẹo hình huy văn rồi nhưng cuối cùng lại đập bỏ bởi anh là tử tước kẹo bạc. Là bề tôi của quốc vương, bệ hạ mà anh đang theo chân là người nhà Mewsland nên tuyệt đối không thể làm thứ cấm kỵ đó được. An thắc mắc nếu chỉ có thể làm kẹo cho quốc vương tại sao anh lại trở thành tử tước kẹo bạc. Các cũng đã từng hỏi câu tương tự và hắn rất tức giận khi Hưu làm như thế, đơn giản thôi vì Hưu muốn có quyền lực dù có phải đánh đổi bằng sự tự do. Sau đó vừa mới Hay Tin An chiến thắng từ tước kẹo bạc Nandi vội chúc mừng, Elliot cũng tới chúc mừng tuy nhiên mặt An tối sầm đi và không cho là mình thắng, bởi nếu Hưu mà làm huy văn thì chắc chắn mình không có cửa. Nhờ ăn kẹo đường mà Noah đã hồi phục và bình tâm lại rất nhiều. Sang khen An làm tốt lắm thì cô đỏ mặt gật đầu, Noah nãy giờ vẫn cứ mải nhìn những chiếc huy văn mà tủm tỉm cười. Thấy An vào phòng thằng bé vội trốn đi tỏ vẻ không phải tôi đang ngắm kẹo đường hay gì đâu, mà kẹo đường của Hưu thì từ khi tỉnh dậy Noah đã không còn thấy nó đâu nữa phải chăng ngài ấy lấy rồi. Cậu hỏi liệu mình có thể xin nó từ ngài ấy được không và nhất định sẽ trân trọng chúng, vậy thì An sẽ đi xin giúp em cho. Lần này Noah không gọi cô là kẻ trộm nữa mà hỏi bằng tên An rằng tại sao lại trả cánh cho hai tinh linh đó không lẽ họ vô dụng sao? Bởi ngài Habert rất tốt bụng nhưng lại nói dối là chơi cờ kém nên việc để mình ở lại lâu đài có thể là do mình vô dụng. Cô đáp lý do trả cánh chỉ đơn giản vì nghĩ họ cũng như bản thân mình. Là những người bạn ngang hàng thế nên đâu thể để phục vụ ai được và chắc chắn ngài Hubbard cũng tôn trọng em như vậy thôi. Sau đó Noah xin phép được an ở lại đây cho đến khi mình ngủ thì cô cũng đồng ý. Giọng nói của Hubbard một lần nữa vang lên cảm ơn cô gái bậc thầy kẹo bạc. Giờ thì ông có thể an tâm rời khỏi lâu đài rồi. Bridget đang vào phòng tìm kiếm Gladys thì hoảng hốt trước cảnh anh ta ngồi hấp thụ các quân cờ kẹo đường. Thì ra người mang chúng ra khỏi phòng Noah không phải từ tước kẹo bạc mà là tên tinh linh này nên cô cấm anh được ăn. Tuy vậy gã không để tâm mà vẫn tiếp tục hấp thụ chúng, sau đó còn dùng sức đẩy ngã Bridget khiến cô bị thương. Ngay từ đầu hắn chỉ lợi dụng cô để được ăn thứ kẹo đường do tử tước kẹo bạc làm giúp sức mạnh của bản thân hồi phục đáng kể. Bridget có bóp chẹt chiếc cánh hắn cũng không hề đau đớn, bởi thực chất đó không phải cánh của Gladys mà anh ta đã đánh cháo với một tinh linh khác. Ngay sau đó Gladys đi tìm San thì khen mắt anh thật đẹp, hắn đã tưởng tượng biết bao lần mắt của tinh linh hắc diệu thạch có thể đẹp đến nhường nào. Tuy không hề quen biết nhau nhưng Gladys tin rằng ngay từ khi sinh ra vì một sự tình cờ không may mà hai ta bị chia cắt bởi cái tên quen thuộc San Phan San của anh. Cứ tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại nữa nên gã đã bỏ cuộc cả trăm năm rồi nhưng nào ngờ đâu gặp lại. Tên thật của Gladys là Rafan Fen Rafan, hắc diệu thạch mà San được sinh ra là từ cán của một thanh kiếm dỉ giấu trong nhà nguyện tối. Trên đó có một viên ngọc mắt mèo và kim cương nữa. Rafan sinh ra trước san từ viên ngọc mắt mèo đó. Ba viên bảo thạch ấy đã được lựa chọn với kỳ vọng một ngày nào đó sẽ được sinh ra. San rất nóng lòng muốn biết người chọn ba viên bảo thạch tức chủ nhân thanh kiếm đó là ai. Tuy nhiên hắn yêu cầu phải đi cùng nhau thì mới kể cho hết tất cả sự thật. Mục tiêu của Rafan là đập bỏ sự thống trị của con người. Trong mắt San chợt nghĩ về An Anh liền từ chối. Vậy thì gã quyết định sẽ biến luôn thứ đó trở thành của mình nói rồi hai bên chuẩn bị xông vào giao chiến đột nhiên mái tóc rafan nhuốm một màu đỏ rực thì ra hắn chính là cái tên lần trước sau khi bị san chém cho trọng thương gã đã cạn kiệt sức mạnh tuy nhiên khi được ăn kẹo đường của tử tước kẹo bạc thì toàn bộ sức mạnh được hồi phục rafan chẳng hề muốn san bị thương chút nào nên kế hoạch của gã là sẽ thâu tóm an về tay mình rồi khi ấy tự giác sở hữu được anh thôi những sợi tơ do hắn vung ra có sức mạnh cực khủng phá tan nát toàn bộ cây cối trong khu rừng rafan đã biến mất thì san tức tốc quay về lâu đài vừa mới thấy An Anh ôm chầm lấy cô ngay và nhất định không buông tay ra. Anh thề sẽ bảo vệ An mãi mãi không giao cho ai hết. Tập 21 Đột nhiên một tiếng thét lớn kêu ré lên lần này là đến lượt Ô Lan bị tấn công. Vết thương vô cùng nặng và máu chảy ra rất nhiều. Lúc này San mới công bố cho mọi người biết cái tên tóc đỏ lần trước chính là tinh linh do Bridget mua. Bridget không thể tin vào tay mình ngay lập tức bỏ chạy. Giờ mà đi gọi bác sĩ thì sẽ không kịp cho việc chế tác nên Hugh sẽ thu xếp giúp cho mọi người. Đây không còn là vấn đề của riêng xưởng bếp nữa vì vậy anh sẽ báo cáo với bá tước Đao Ninh về việc có kẻ liên tục tấn công. Sang kể hết mọi chuyện về việc muốn có mình làm đồng minh từ Rafan cho An nghe. Việc tấn công Olan dường như là một lời cảnh báo mang ý nghĩa hắn có thể tấn công cô bất cứ lúc nào để đoạt lấy San. Nói rồi anh ôm lấy An vào lòng và động viên đừng rời khỏi tôi nhất định tôi sẽ bảo vệ An. Nữ chính qua gõ cửa phòng Bridget thì cô ấy tự nhận lỗi là do mình đã dẫn hắn đến đây. Tuy nhiên An không hề trách móc bởi ai ở đây cũng đều bị Rafan lừa hết. Dù vậy, Bridget vẫn tự nhận tất cả là do lỗi của mình và đã khóc rất nhiều. Một tin rất xấu mới được thông báo đó là mắt trái của Olan có thể sẽ không còn nhìn được nữa. Với lại nếu hắn tiếp tục tới bắt đi hoặc làm bị thương một ai đó thì chắc chắn không thể kịp chế tác cho lễ tân thánh được. Lúc này ta có thể nhờ tử tước kẹo bạc cung cấp đường bạc thì sẽ kịp giao hàng thế nhưng danh tiếng của xưởng sẽ không được tăng lên. An thì vẫn quả quyết chúng ta nhất định sẽ tự làm bằng sức mình. Nghệ nhân trưởng đã nói vậy rồi thì mọi người ai nấy đều vui vẻ đồng ý bắt tay vào làm ngay. Sáng sớm hôm sau Noah thông báo từ giờ mình sẽ phụ giúp cho hai bé tinh linh người hầu làm việc trong lâu đài. Nhiệm vụ đầu tiên của cậu là đánh thức mọi người. Còn bất ngờ hơn nữa đó là Cát đã đến ngay từ hôm nay, thì ra do Hiu mới cất công tới tận nơi thông báo về chuyện chuyển nhượng quyền yêu cầu. Đồng thời Hiu còn gửi cho An một lá thư nữa, An vào phòng chủ xưởng muốn nhắc về chuyện của Bridget. Thì ông chỉ biết mắng đứa con gái ngu ngốc đã làm bị thương một con mắt quý giá của Olan. Hóa ra lá thư ban nãy là từ quốc giáo hội gọi nên ngay sau đó An cùng Elliot đi gặp họ sau khi thống kê các sự cố diễn ra gần đây thì quốc giáo hội đã xác định rằng xưởng pit sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ nên quyết định chuyển giao công việc cho xưởng mercury tuy nhiên vì rất thông cảm với những chuyện không may đã xảy ra nên họ vẫn sẽ trả khoản tiền thưởng lớn cho xưởng pit elliot vui vẻ đồng ý ngay vì chả phải vất vả làm thêm nữa nhưng An nhất định không chịu nghe bởi đấy là thứ mà mọi người đã cùng nhau nghĩ ra và làm Đâu thể tùy tiện giao lại cho người khác tác phẩm của mình làm thế khác nào bán đi lòng tự hào của một nghệ nhân, Elias cũng nhanh chóng nghe theo và anh tự tin sưởng mình sẽ làm kịp. Dẫu có phải liều mạng đánh đổi cho việc lỡ như không làm kịp thì sẽ chẳng được tiền thưởng, mà danh tiếng sưởng còn bị rơi xuống đáy xã hội. Sau đó đang trên đường trở về tình cờ thấy Jonas cùng Cathy đang ngồi một góc xó trên con phố an vội kêu dừng xe ngựa lại. Cathy liên tục dục Jonas mau dậy đi kẻo bị cảm mất nhưng cậu ta đã say bí tỉ Phía bên này Bridget vẫn đang gìn giữ hai chiếc kẹo đường do An và Olan làm tặng mình. Sau đó cô chỉ định qua hỏi tình hình của Olan sao rồi nhưng bé tinh linh người hầu lại nói là tiểu thư ghé vào thăm. Nhìn thấy con mắt trái của anh Bridget không khỏi xót xa mà nào ngờ Olan còn coi như không có gì và mừng vì cô không sao. Cuối cùng không thể kiềm được lòng cô bật khóc nức nở mà xin lỗi. Tất cả là tại mình đã mua tên tinh linh đó đến. Vì vậy Bridget rất muốn được chăm sóc cho Olan. Nhưng tất nhiên nếu anh không muốn thì cũng không sao bởi mình chẳng còn là con người của ngày xưa nữa, giờ đây chỉ là một đứa con gái ích kỷ ngạo mạn và vô liêm sỉ, nhưng dù vậy Olan vẫn đồng ý anh còn nắm lấy tay cô khi Bridget ngập ngừng đưa về phía mình. Trở lại bên này sau khi bị lay người mãi Jonas mới chịu tỉnh dậy nhưng vừa thấy An cậu ta đã ba chân bốn cẳng định bỏ chạy. Cô kể cho Jonas nghe về vụ hồi đại hội kẹo đường những gì mà tên Sammy làm đã bị vạch trần rồi. Jonas đã được chứng minh trong sạch vì thế chủ xưởng Radcliffe muốn gửi lời xin lỗi đến cậu và muốn cậu trở lại xưởng. Tuy nhiên Jonas vẫn từ chối trở lại đó bởi nơi ấy đã có kê rồi và mình thì hoàn toàn không thể sánh bằng. An liền rủ đến xưởng bếp nhưng câu trả lời của cậu là đã chán ngấy kẹo đường rồi. Jonas không muốn đụng vào đường bạc nữa. Nữ chính trách cuộc đời cậu bây giờ chỉ có uống rượu rồi đi lang thang khắp nơi để ca thi lo lắng sao. Jonas bực bội liền quay lại lớn tiếng mắng chửi. Thế nhưng dựa vào cách nói chuyện của cậu khiến A nhận ra Jonas vẫn rất muốn làm tác phẩm kẹo đường. Không che giấu được nữa cậu ta liền bật khóc mà nói tôi vẫn muốn làm. Và thế là tối đó Jonas đã được dẫn tới chiêm ngưỡng tác phẩm băng tuyết của xưởng Pết để trợ giúp một tay. Nhưng chưa vui được bao lâu khi một lần nữa Elliot lại trở thành con rối của Rafan, hắn đã quay trở lại dùng những sợi tơ siết cổ anh để bắt nói ra một điều, đó là yêu cầu phải giao an ra. Những sợi dây siết cổ Elliot ngày một chặt hơn khiến máu phun ra rất nhiều, Buộc San không còn cách nào khác ngoài việc để An bị trói lôi đi và tất nhiên anh sẽ đi theo ngay đằng sau. Chỉ một hành động sai lầm cũng đủ khiến Rafan tức giận cắt đứt một bộ phận trên người An nên San phải cẩn thận hết mức. Giờ thì chiếc cánh của San đã thuộc về Rafan hắn còn bóp thử một cái xem có đúng chưa. Vậy là hai nhân vật chính của chúng ta đã bị dẫn đi mất. Tập 22 Lâu đài mà Rafan dẫn hai người đến là một vùng lạnh cóng với băng tuyết bao phủ đứng lưng chừng trên đỉnh ngọn núi. Đã đến nơi San yêu cầu thả An ra thì hắn cũng đành nghe lời và đẩy cô ôm vào lòng anh, San yêu cầu chuẩn bị cho mình một phòng có lò sưởi vì An đã lạnh cóng rồi. Tiến vào bên trong một vài kẻ có mặt trong lâu đài này nhìn hai người với ánh nhìn không thiện cảm, ngồi trước ngọn lửa anh choàng áo cho cô rồi cứ ôm An trong vòng tay mình sưởi ấm. Lúc này không còn quan tâm đến cánh của bản thân San chỉ lo cho An có bị làm sao không và dìu cô đi ngủ. Nhớ lại lúc thằng khốn đó dám dí sát miệng vào cổ An càng khiến anh thêm ghen tuông cũng cúi xuống hôn cổ cô rafan bước vào phòng chê bọn con người là một lũ yếu đuối chúng là những con thú xấu xí chẳng có trí tuệ hay sức mạnh căn phòng sập sệ này được chuẩn bị cho an còn san sẽ được gã đưa đến một phòng khác anh thì không quan tâm chỉ khi nào ngươi bóp cánh ra lệnh ta mới chịu nghe theo ngoài ra còn thắc mắc những kẻ vừa rồi là ai sao lại có cả tinh linh chiến binh trong số đó rafan kể vua tinh linh đời trước đã từng cố gắng thấu hiểu con người thế nhưng vua loài người là thái tổ cedric lại chiến đấu với ông ấy minh chứng rằng hai chủng loài không thể hòa hợp Vua tinh linh tên Riserva cũng chính là chủ nhân của thanh kiếm kỳ diệu đã sinh ra San và Rafan. Hắc diệu thạch, ngọc mắt mèo và kim cương, mong muốn của Riserva là một trong ba viên đá phép màu đó sẽ trở thành vua tinh linh đời tiếp theo. Trong khi đó, Hugh đã báo cáo với bá tước về chuyện An bị bắt cóc cứ đà này sẽ khó có thể tổ chức được lễ tân thánh. Bá tước lập tức hạ lệnh tăng gấp đôi số quân lính, trở lại phía bên này San không tin vua tinh linh có mong muốn đó với lại thanh kiếm của ông ấy cũng được bảo vệ bởi con người. Chẳng ai mong muốn vua tinh linh ra đời cả. San sinh ra là nhờ có ánh nhìn của một cô gái trẻ còn Rafan thì là ánh nhìn của đại bàng mặt trăng. Và cho đến tận bây giờ viên kim cương còn lại vẫn chưa có dấu hiệu được ra đời, rốt cuộc ba phép màu gánh vác thời đại mới chỉ còn có hai người. Chúng ta sẽ giải phóng tinh linh rồi kế thừa ý chí của Riserva giành lại đất nước, tuy nhiên khi nghĩ đến An Nam chính lập tức từ chối lời đề nghị này. Hai bên cứ cãi vã nhau về ý nghĩa của việc chúng ta được ra đời, cuối cùng vì quá cay cú Rafan lập tức vào trạng thái chiến đấu định đi lấy mạng An. San liền rút kiếm ra cản lại, dù cho có lỡ chém vào cánh của mình thì anh cũng thà chết chung với tên này còn hơn để hắn đụng một ngón tay vào cô ấy rafan không thể nói gì nổi sự mê muội của san nữa hắn đành quyết định tự bản thân mình sẽ trở thành vua nhưng gã lại nói thêm một điều nữa hòng làm lung lay ý chí nam chính rằng tinh linh phép màu có thọ mệnh cao lắm san sẽ chỉ tìm kiếm được sự an ủi khi an còn thọ mệnh đến khi cô ta chết đi sẽ chẳng còn lại gì tốt nhất nếu sống chung với nhau thì chỉ có con người với con người còn tinh linh phải sống với tinh linh mới đúng quy luật tự nhiên nếu không san chỉ khiến cô ta thêm bất hạnh mà thôi kê ngay khi nghe tin an bị bắt cóc và một vài nghệ nhân của xưởng bếp bị thương nặng anh tức tốc từ xưởng Radcliffe phóng ngựa tới xưởng bếp luôn mặc cho biết rằng bản thân sẽ không được chào đón mặc dù bị thương nhưng elliot và olan vẫn gắng gượng tiếp tục hoàn thành tác phẩm đúng lúc đó kê đã tới hỏi tội elliot tại sao an bị bắt cóc mà không đi tìm cô ấy đi ở lại đây làm việc làm gì hai bên cứ thế lời qua tiếng lại với nhau cuối cùng elliot phải động tay động chân túm cổ kê lên lớn tiếng anh cũng muốn cứu An lắm chứ nếu có cơ hội thì đã đuổi theo ngay rồi, thế nhưng với một kẻ mà ngay cả San còn gặp khó khăn khi đối đầu thì mình có thể làm được gì? Lúc này các nghệ nhân đang cố hết sức có thể để khi cô ấy bình an trở về được thấy tác phẩm vẫn đang tiến triển. Vậy nên ngoài việc tiếp tục làm họ đâu còn lựa chọn nào khác. Ngay sau đó mọi người cũng đều tụ tập đông đủ xì xào bàn tán về sự có mặt của Kê. Kê đành xin lỗi chỉ vì mình không hiểu chuyện đã trách nhầm với lại một kẻ phản bội như mình làm gì đủ tư cách. Elliot động viên không phải lỗi do cậu rời đi khiến xưởng gặp khó khăn đâu, dẫu sao thì kê làm việc bên Radcliffe đó sẽ thuận lợi hơn nhiều cho bản thân cậu. Thật ra lý do đến đây một phần vì lo lắng cho An, một phần cũng là vì xưởng Pết vốn là nơi cha mình hành nghề nên anh rất tôn trọng nơi đây. Kê cảm thấy bản thân thật nông cạn khi không nhận ra những gì mọi người làm đều là vì An, vậy nên anh vẫn muốn tiếp tục ở xưởng Pết. Muốn xin giúp một tay vào hoàn thành tác phẩm kẹo đường bất chấp chủ xưởng Radcliffe có không để yên cho chuyện này vậy là xưởng bếp đã có thêm một nhân lực với tay nghề cao về phía rafan thì vẫn ngày ngày đi săn các xưởng làm kẹo đường của các nghệ nhân kẹo bạc hắn giết người không ghê tay với thanh kiếm nhuốm đầy máu mục đích là để cướp đường bạc do họ tinh luyện về bắt bậc thầy kẹo bạc như an phải làm kẹo đường cho mình hấp thụ thứ mà cả năm trời người ta đã phải vất vả mới tinh luyện ra đã bị gã cướp đoạt không thương tiếc thầy a nhất định không làm rafan còn dọa sẽ bắt một kẻ khác trong xưởng đến đây thay cô làm rốt cuộc không thể cãi lại nữ chính đành nghe theo lời hắn trong khi đó san đang cùng với nhóm thuộc hạ của rafan tiếp tục đi đả thương nghệ nhân cướp đường bạc về chính tay anh đã phải vung những lưỡi kiếm lên con người khiến máu nhuốm đầy cơ thể rafan còn khuyên an nên rời xa cậu ta đi vì sau khi cô chết san sẽ bị bỏ lại một mình cũng giống như lít năm xưa nếu nghĩ cho anh tinh linh đó tốt nhất cô nên rút lui cho san được chung sống với đồng loại an buồn bã bỏ chạy thật nhanh đi tìm anh ấy cô lao sồng sộc vào căn phòng nhưng trong đây chỉ toàn các tinh linh khác không có mặt san Tình cơ gặp lại bé tinh linh hồi xưa Giác sổ nhận ra ngay chị chính là người đã tạo ra em. Cho ai không nhớ thì bé tinh linh này được sinh ra từ một loại quả nhờ có ánh nhìn của An trong phần 1 nhé. Russell đã tự lấy một bên cánh của mình dâng tặng cho ngài Rafan và không chỉ có cô mà tất cả mọi người ở đây đều vậy. Họ tin rằng đó sẽ là vị vua mới của mình người sẽ giải phóng cho tinh linh sự tự do. Khiến An phải bật khóc vì rõ ràng đấy toàn là lời dối trá. Hứa hẹn tự do mà lại bắt phải dâng cánh vậy thì đâu có khác gì con người. Đó chỉ là một vị vua giả mạo, An Khóc không phải vì buồn mà là giận dữ khi một vị vua lại muốn cướp đi thứ đẹp đẽ nhất của các tinh linh. Nghe đến từ đẹp cô bé sồ ngây thơ mới quay lại nhìn chiếc cánh của mình và thắc mắc "Chị khóc vì em ư?" Đúng lúc San trở về bé nó còn hỏi "Anh ơi, sao tự nhiên chị này lại khóc?" Có vẻ cả sồ lẫn tất cả các tinh linh ở đây đều không ai hiểu lý do An Khóc và cũng chả hiểu những gì chị ấy mới nói. San chỉ giải thích rằng An là người đã trả cánh cho ta còn Rafan là kẻ cướp cánh từ ta rồi cứ thế đưa cô ra ngoài cho họ tự suy ngẫm. Tập 23, lại một đêm nữa cả hội đi chấn lột đường bạc, sau khi đã cướp toàn bộ mấy thùng của họ ra ra lệnh cho san giết người diệt khẩu nhưng nam chính từ chối. Vậy thì hắn đành sai một thuộc hạ khác của mình vung kiếm lên lấy mạng mặc cho người đó cầu xin tha mạng. Sau khi đã chất hết các thùng đường bạc lên xe chuẩn bị ra về, San lén dùng kiếm đâm thùng một thùng cho chúng chảy bớt ra. Về đến nơi Rafan đi kiểm tra tác phẩm của An làm thì lập tức đập bể nó, hắn yêu cầu cô phải làm những quân cờ vua giống hệt tử tước kẹo bạc đã làm. Nếu An không làm được gã đe dọa sẽ đi bắt thêm một bậc thầy kẹo bạc khác về đây, sau đó bé dắt sổ ghé qua thăm chị và kể chuyện về những người tinh linh khác trong pháo đài này. Họ nói chuyện rất ít nhưng có vẻ đều đã từng bị con người sử dụng, tổng cộng có hơn 50 người thành ra lương thực hơi bị thiếu một chút. Cô bé ngây ngô thắc mắc tại sao lại có một bát đường bạc ở đây với lại cũng chưa từng ăn kẹo đường bao giờ. Vậy thì An liền làm ngay một tác phẩm về cội nguồn đã sinh ra rát xô đó là một quả thủy tinh. Cô bé còn tưởng có phép thuật gì mới làm ra được thứ này và thắc mắc em được phép ăn sao. Rát xô thử ăn một quả thì cảm nhận được nó rất ngon ngọt và khiến cơ thể mình khỏe khoắn hơn. Liền xin phép chị cho em mang thứ này tới những người đang bị thương ăn cùng bởi những tinh linh thường ra bên ngoài lúc nào cũng trở về đầy thương tích trông đau lắm. Được An đồng ý cái là cô bé nhanh nhỏ bê lên chạy đi ngay, ngay sau đó san vào phòng dù rất muốn hỏi anh đã bị bắt làm những việc gì nhưng cô lại không dám nhớ lại lời rafan có nói con người nên sống cùng con người tinh linh nên sống cùng tinh linh an thắc mắc anh đã từng gặp một cô gái tinh linh nào từ đá quý chưa và nếu cô ấy có lỡ đem lòng yêu anh thì sao em đã rất vui khi được san nói sẽ ở bên em mãi mãi thế nhưng an không muốn anh phải liều lĩnh chỉ muốn anh được hạnh phúc ngay lập tức san tiến lại gần chạm nhẹ vào má kêu em hãy cứ dựa dẫm vào tôi đi mà có vẻ như lời của tên Rafan vẫn chưa thể hết văng vẳng bên tai cô khiến San thật buồn. Sau một đêm đi cướp trở về nhóm những tinh linh chiến đấu đều bị thương rất nặng phải nằm điều trị, An đã đem một đĩa đầy những món kẹo đường vào cho người nguy cấp hấp thụ. Người tinh linh đầu chọc này đón nhận nó với một vẻ khá cáu kỉnh, nhưng thật ra rất sổ hiểu anh ấy biết ơn nhiều lắm chỉ là không muốn nói lời cảm ơn với con người thôi. Có vẻ tất cả bọn họ đều rất ghét chủ nhân loài người trước đây của mình, giờ thì An đã hiểu lời Mitri từng nói có chết cậu ta cũng không nói cảm ơn mình. Cô lại tiếp tục hỏi han mọi người có ổn không khi bị lấy đi một bên cánh và không được làm những điều bản thân muốn. Dù vậy họ cũng rất kiệm lời chẳng đáp lại một chữ, rắt sầu nhận ra mình không biết bản thân muốn làm điều gì cả và hỏi mọi người có ai thích làm gì không. Anh tóc cam có vẻ khá muốn được một lần nhìn thấy biển, thế nhưng thậm chí cô bé còn không biết biển là gì và sợ mọi người sẽ chết đuối ở cái nơi nhiều nước đó mất. Nhờ câu nói vô tri ấy đã khiến bầu không khí vui vẻ nhiều tiếng cười hơn, họ thắc mắc như hiện giờ chưa phải tự do sao mà An cứ muốn bọn tôi tự do. Cô đáp đây chỉ là hình thức đổi chủ nhân từ loài người sang kẻ mà các bạn luôn coi là vua thôi. Đã 20 ngày trôi qua không có tin tức gì Kê rất lo liệu An có trở lại không. Jonas động viên sẽ ổn thôi, cô ấy lì lợm cứng đầu lắm và cậu cũng đã có quyết định cho riêng mình sau khi lễ tân thánh kết thúc sẽ quay về làm việc cho xưởng Radcliffe. Jonas vẫn muốn cố gắng thêm nữa và thử một lần cứng đầu như An, tất nhiên thanh niên xấu hổ đâu có dám nói hẳn ra phải để Kê suy đoán từ tước kẹo bạc cùng với bá tước vẫn ngày ngày dẫn quân đi điều tra những nơi đã bị tên tinh linh kia cướp của giết người không có manh mối thì chẳng thể nào bắt hắn được khi chúng lại cẩn trọng che giấu dấu vết đến vậy bất chợt hugh nhận ra có những dấu vết của kẹo đường rơi rải rác trên mặt đất và đó chính là manh mối do san đã kiến tạo cho họ lại một ngày nữa hội của rafan tiếp tục đi cướp kẹo đường họ cũng giải thoát luôn cho những tinh linh bị con người bắt và thu phục chúng về phe mình anh tóc cam nhờ San nói hộ với cô gái đi cùng với ngươi rằng hôm nay hãy làm thêm kẹo đường cho những người bị thương. San mới biết vậy ra mấy hôm vừa rồi cô ấy làm kẹo đường là vì những người này. Rafan kêu mọi người cứ về trước còn hắn đưa San tới một nơi này để tiết lộ kế hoạch từ mai chúng ta sẽ tấn công ngôi làng đó chiếm lãnh thổ. Vì pháo đài ngày càng thu phục được nhiều tinh linh hơn không còn đủ chỗ ở nữa nên cần mở rộng địa bàn, rồi từ mảnh đất này sẽ xây dựng lại vương quốc mang tự do cho tất cả tinh linh. Sang quan sát thật kỹ nét mặt của Rafan thì tin chắc rằng tất cả những gì hắn nói không phải sự thật. Anh hiểu mục đích của gã chỉ là muốn trả thù thôi vì không biết tung tích chiếc cánh còn lại của Rafan đâu rồi. Đột ngột xuất hiện rồi tự xưng là vua tinh linh đi tập hợp đồng bọn trong khi quá khứ của hắn không một ai biết, lý do mà Rafan đã sinh ra trước San tận 100 năm nhưng lại không hành động gì. Phải chăng vì hắn đã từng bị con người sử dụng nhưng trốn thoát được, dường như đã bị chọc trúng tim đen Rafan cay cú bắt cơm miệng và chuyển đổi sang dạng chiến đấu. San nói tiếp việc giữ cánh của các tinh linh là vì ngươi chẳng thể tin tưởng một ai. Còn đối với những tinh linh có đủ hai cánh nhưng lại bị bắt vặt đi một cánh cũng là do ngươi ghen tị vì bản thân chỉ có một cánh. Không chỉ con người mà Rafan còn ghét cả đồng loại tinh linh của mình. Anh chốt lại bằng câu vì ngươi đã bị đồng loại phản bội nên mới rơi vào tay con người và giờ muốn trả thù. Rafan đáp ta tận hưởng sự trả thù và thống trị có gì là sai mặc cho đã là vua tinh linh không được phép tận hưởng những điều đó hôm nay an tiếp tục làm kẹo đường cho các tinh linh khiến anh đầu chọc rất thắc mắc tại sao con người lại làm điều này nhưng xui xẻo thay cô còn chưa kịp trả lời đã bị tên rafan quay trở về phát hiện ra tại sao làm cho ta thì rác rưởi trong khi cho chúng lại đẹp đẽ thế này bởi không hiểu sao an có làm mãi cũng không được như ý muốn hắn cho rằng đó là một lời sỉ nhục ý an là căm ghét mình từ tận đáy lòng nên mới không chịu làm thấy vua tinh linh mạnh tay lôi chị ấy đi đâu đó rát sô lên tiếng hỏi ngài định làm gì vậy anh tóc cam cho rằng cô ấy rất có ích luôn giúp mọi người chị thương nhưng đối với rafan bậc thầy kẹo bạc mà chẳng thể làm được kẹo đường cho ta thì chỉ là loại vô dụng hắn thẳng tay ném cô vào một căn phòng và đã quá thất vọng về tất cả những thứ xung quanh mình rồi viên kim cương mãi chẳng được sinh ra bọn tinh linh thuộc hạ thì đứa nào cũng vô tri ngu ngốc không biết suy nghĩ kẻ duy nhất có cơ hội làm đồng minh là hắc rượu thạch thì lại bị quyến rũ bởi một con đàn bà như an nếu không có cô chắc chắn San đã nghĩ khác và về với ta rồi. Nhưng An vẫn khẳng định dù không có mình thì San vẫn sẽ là San, với lại nếu coi anh ấy là đồng đội tại sao ngươi lại cướp đi chiếc cánh. Nam chính đã về tới nơi nhận thấy có điều gì đó khác thường, rắt sổ định kể hết mọi chuyện cho anh nhưng đầu chọc lại can ngăn vì sợ sẽ bị ngài Raffan giết mất. San chỉ hỏi một câu các ngươi thỏa mãn với việc bị Raffan nắm giữ và phải nghe theo lệnh hắn hoàn toàn ư. Sau một vài câu cuối cùng họ mới bị thuyết phục chịu kể hết sự tình cho anh nghe. Về phía An đã được nghe Ra kể về chuyện San sinh ra với mục đích trở thành vua tinh linh, hắn bắt đầu tung sợi tơ ra quấn chặt lấy cổ cô định sẽ diệt trừ vật cản. Dù cho San có lì đòn đến đâu thì gã vẫn sẽ chờ đợi dẫu mất cả trăm năm cho đến khi cậu ta quên đi cô thì thôi. Tưởng chừng An đã đầu lìa khỏi cổ nhưng trong chớp mắt anh nhà kịp lao vào chém đứt sợi tơ với tốc độ phi thường. Vậy là đúng như Rafa nghĩ cái đám vô dụng kia chẳng chịu nghe mệnh lệnh dám tiết lộ chỗ này cho San biết. Nam chính cà khịa mới có chừng đó tinh linh đã không chi phối nổi thì đừng có mơ làm vua tinh linh, tinh linh là tự do họ không cần có vua. Vậy thì hắn liền sử dụng đến biện pháp cuối cùng đó là lôi chiếc cánh của San ra bóp chẹt, anh lập tức đuổi An đi đi đừng có làm vướng đường ta nữa khiến cô rất đau lòng bỏ chạy. Tập 24 An chạy lại cầu xin Jasso hãy cứu anh San cứ thế này anh ấy sẽ bị giết mất, tuy nhiên anh tóc cam liền gạt tay cô xuống với một nét mặt tối sầm. Phía bên này San vẫn tiếp tục bị hành hạ đau đớn quằn quại, Rafan tưởng chừng có thể tôn trọng và đối xử với nhau như hai vị vua nhưng giờ không chịu nghe lời thì ta đành làm vua một mình vậy. Tinh linh tóc cam và tóc xanh đi xuống thông báo đã bắt được cô gái loài người khiến San dường như tuyệt vọng. Giờ thì Rafan sẽ cho anh chứng kiến cảnh những con người dám cản trở sẽ phải chịu kết cục ra sao. Bất ngờ rắt sổ trốn trong người An Phi ra cướp lấy chiếc cánh của San từ cổ hắn. Rafan định tấn công cô bé thì San đã nhanh tay vung kiếm lên bảo vệ kịp chưa dừng lại ở đó, những tinh linh kia còn đứng ra trước mặt bảo vệ bậc thầy kẹo bạc xin ngài hãy tha cho cô ấy. Hắn cay cú muốn tấn công tuy nhiên bị San không cho phép làm việc đó. Từ dưới tầng thấp nhất hai bên giao chiến với nhau trí chóe leo khắp cầu thang tiến dần lên trên, sức mạnh của Rafan lúc này đã vượt trội hơn hẳn. Hắn vung tơ làm sập các bậc thang khiến San chỉ có thể cố bám víu cho khỏi rơi xuống. Hai người tiến ra bên ngoài đây đã là tầng cao nhất của pháo đài. Đang chuẩn bị một trận quyết chiến sống còn thì đột nhiên có tiếng ngựa hú lên một cái từ phía đằng xa quân đội của bá tước đang kéo đến ùn ùn khiến rafan sốc tại sao con người lại tìm ra nơi này giờ thì hắn mới biết là do san liền trở nên tuyệt vọng tự gieo mình rơi tự do xuống dưới chân núi nam chính ló mặt ra xem thì đã chẳng thấy rafan đâu rồi tất cả các tinh linh trong lâu đài đều nhận ra có con người đến liền vào tư thế chiến đấu san và an đều khuyên dừng lại đi vì không thể thắng nổi số lượng đó đâu vừa thấy anh vẫn còn an toàn cô bé bậc thầy kẹo bạc lao đến ôm trầm lấy mà bật khóc Sang kể về chuyện Rafan đã ngã từ trên pháo đài xuống rồi và lấy chiếc dương chứa cánh của tất cả mọi người. Đem trả cho họ rồi dục mau bỏ chạy thông qua cửa sau. Russell đề nghị bọn em vừa mới mất vua nên anh có thể làm vua của bọn em được không? Anh đáp một khi đã tự do thì không cần vua vậy nên hãy tự quyết định tương lai mình. Giờ thì Russell mới nhận ra đúng là cánh mình đẹp thật tự nhiên thấy thật tự hào. Cô bé đã quyết định sẽ đi cùng anh tóc cam để được nhìn thấy biển. Thọ mệnh của tinh linh sinh ra từ cây cỏ chỉ khoảng một năm. Nhưng rất sổ đã được ăn kẹo đường của An nên chắc em ấy vẫn kịp nhìn thấy biển thôi. Lúc này chỉ còn hai người san khẽ nắm lấy bàn tay An. Sau đó họ đã được đưa về hội ngộ với xưởng pết thành công. Mitri xúc động ôm lấy chị và mọi người ai nấy đều vui mừng khi thấy cô an toàn trở về. Điều bất ngờ đầu tiên mà mọi người dành cho An đó là toàn bộ số lượng tác phẩm trong dự tính đã được hoàn thiện đầy đủ. Trong lúc chế tác mọi người cứ nhớ về nghệ nhân trưởng là lại hăng hái thành ra xong trước lễ tân thánh những 10 ngày tuy nhiên còn thừa lượng thời gian dài như thế thì mọi người lại cùng có ý tưởng làm thêm thứ gì đó thật hoành tráng buổi tối an đang đứng ngắm trăng một mình thì bridget tới trả lại chiếc khăn choàng hồi trước cô thông báo về chuyện đã hủy hôn ước với elliot bởi sau một thời gian suy nghĩ thật kỹ bridget nhận ra mình thật sự yêu xưởng và mọi người ở nơi này elliot đã được cha cô nhận làm con nuôi và sẽ thừa kế xưởng bếp. đồng thời ông cũng chấp thuận hai đứa không phải kết hôn với nhau nữa rồi giờ đây hai cô gái từ thù đã trở thành bạn đứng cười vui vẻ cùng nhau Mọi người đem tất cả tác phẩm đến nhà thờ thánh trước ngày lễ ba ngày và cùng nhau làm bước hoàn thiện. Benjamin phụ giúp việc mà làm chậm như rùa bò. Cathy thì chỉ mải đứng lau mồ hôi cho chủ nhân. Sau một ngày làm việc cùng nhau tối xuống các tinh linh và con người cùng ngồi lại ăn uống chuyện trò rôm rả. Ban đêm khi mọi người ngủ hết chỉ có mình An vẫn thức tiếp tục công việc đã bị anh tinh linh phát hiện ra. Thấy cô thắc mắc anh liền kể về chuyện mình và Rafan được sinh ra với sứ mệnh làm vua tinh linh nhưng tất nhiên anh chẳng biết gì về chuyện đó hết và một thời điểm nào đó mình sẽ tự biết phải làm gì còn bây giờ điều mà san muốn làm đó là mãi mãi ở bên bảo vệ an hãy làm những gì cô muốn hãy yêu người mà cô yêu vì tôi sẽ mãi bảo vệ cô nghe được câu hãy yêu người cô yêu an liền rơi nước mắt cô trả lời nếu mình không thể kiếm được hạnh phúc hoàn hảo thì lúc đó san hãy sống và làm những gì anh muốn hãy yêu người mà anh yêu còn lúc này điều mà anh tinh linh muốn làm đó là cùng cầu phúc cho toàn bộ sinh linh của vương quốc khi xưa vua tinh linh risova và vua loài người cedric đều đã coi nhau là bạn hai vị vua cùng tìm một con đường mà loài người và tinh linh có thể chung sống dù giấc mơ không thành hiện thực nhưng tác phẩm kẹo đường mà cedric làm cho vua tinh linh có sức mạnh đem đến may mắn mong rằng nó sẽ đến được với tất cả người dân trong vương quốc và các tinh linh và rồi đêm lễ tân thánh đã được bắt đầu mọi người cùng thắp lên những ngọn nến trong nhà thờ khiến các cây tuyết đều phát sáng rực rỡ Phần đặc biệt là cái cây to nhất đã được xưởng Pết chung tay làm ngay tại nơi này và chỉ hoàn thiện trong vòng 3 ngày. Cả thánh đường như biến thành một khung cảnh tuyết bằng hiệu ứng ánh sáng, chắc chắn sau lần này xưởng Pết sẽ trở lại đông đúc bận rộn như xưa. Sau đó cả tử tước kẹo bạc Hugh và Elias đều cho An một lời khuyên rằng xưởng Pết chỉ là một thế giới nho nhỏ. Đã là một bậc thầy kẹo bạc thì em không nên ở lại đây mà hãy đi đến bất cứ nơi đâu tích lũy thêm kinh nghiệm và tạo thành tựu cho riêng bản thân mình nhưng nếu cảm thấy không ổn thì đừng lo xưởng pết sẽ luôn chào đón an quay về bất cứ lúc nào mọi người cùng nhau có một buổi tối đầm ấm tại nhà thờ thánh bridget thì có vẻ đã nhận ra mình có tình cảm với người bạn thở nhỏ olan an thông báo với san và mitri về ý định sẽ rời xưởng pết liền bị hai người trách chưa có kế hoạch làm gì tiếp theo mà đã luôn thuyên đúng là con bù nhìn nhưng hãy cứ làm bất cứ điều gì cô muốn tôi sẽ theo em đến mọi nơi vậy là đã hết bộ anime bậc thầy kẹo bạc và hắc tinh linh rồi mình rất mong phim sẽ ra mắt thêm mùa 2 vì theo like novel sau này hai nhân vật chính sẽ thành đôi. Mọi người đừng quên like và đăng ký kênh nếu thấy hay nhé.